Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 46, thỉnh tội. Trần Nguyệt Nhung quỳ bước tới một bước, khóc lóc nói Thái hậu minh giám, thực ra thương mai cũng rất vô tội, nàng chỉ là bị mẹ ruột lợi dụng mà thôi, thỉnh Thái hậu nể tình nàng trẻ người non dạ, tha thứ cho nàng lần này, nếu có gì trách tội, thì để thiếp thân chịu. Hoàng Thái hậu nhìn Trần Nguyệt Nhung, bắt đầu có chút không rõ. Bà ta ở thâm cung nhiều năm, từng thấy đủ kiểu tranh đấu của các phi tần, nhưng bà ta xem như may mắn, không ai có thể động tới vị trí hoàng hậu của bà ta, vì thiên hoàng cực kỳ tôn trọng bà ta, dẫn đến phi tần cũng không dám tranh phong với bà ta, cho nên bà ta vẫn là lạnh lùng đứng bên xem tranh đấu. Bà ta cảm thấy giữa Trần Nguyệt Nhung và Liên Thị không đơn giản như vậy, đương nhiên, vì bà ta không có hảo cảm với Liên Thị, cho nên cũng tin biểu hiện của Nguyệt Nhung phu nhân vài phần. Bà ta ngẫm nghĩ một lát, nói với Tôn Công Công, người đi gọi Hoàng hậu tới đây, nàng là mẫu hậu của Lương Vương, ai ra cũng nên hỏi xem nàng xử lý chuyện này thế nào. Trước đó Hoàng Thái Hậu vốn chưa từng muốn truy cứu trách nhiệm của tướng phủ, chuyện này đã đủ mất mặt rồi, để ngăn chặn đồn đãi bên ngoài, tốt nhất là không làm gì cả. Cho nên, dự định ban đầu là xử phạt hạ thương mai rồi xong, nhưng bây giờ hạ thương mai trị khỏi cho lương vương, bà ta tin yêu còn không kịp, sao lại xử lý chứ? Mai Phi nghe phân phó của Thái Hậu, bèn trao đổi ánh mắt với hạ thừa tướng. Hạ thừa tướng cũng nhìn sang Trần Nguyệt Nhung, bà ta lấy khăn tay lau nước mắt, lại làm ra vẻ bi thương. Hoàng hậu vốn là tâm phiền ý loạn, nghe tôn công công tới chuyên rằng hạ thừa tướng tới trước mặt Hoàng Thái hậu thỉnh tội, nàng ta bèn lạnh mặt, lập tức tức giận nói, bổn cung đã không truy cứu chuyện này rồi, hắn lại cứ khăng khăng đưa đầu tới là có ý gì. Thật sự muốn bổn cung chém đầu hẳn sao? Tôn công công đè thấp giọng nói, Hoàng hậu nương nương bất giận, đi sang trước đi, Mai Phi Nương Nương và Hạ Thừa Tướng đều nói chuyện từ hôn là chỉ thị của Liên Thị. Hạ Thương Mai nghe thấy câu này, bờ môi mím thành nụ cười lạnh, quả nhiên là nhập cung chối bỏ tội danh, chỉ là có thể rũ sạch sao. Hoàng hậu nghe thấy lời của Tôn Công Công bèn ngẩng đầu nhìn Thương Mai, nói Thương Mai, người tới đây. Thương Mai đưa châm cho viện phán, nghe lời bước tới, Hoàng hậu Nương Nương có gì phân phó. Hoàng hậu nhìn cô, nghiêm túc nói, chuyện người từ hôn rốt cuộc vẫn phải giải quyết, bổn cung không dáng tội ngươi, lương vương cũng tha thứ cho ngươi, nhưng mà ngươi nói hết toàn bộ sự việc này cho bổn cung. Audio điện tử võ tấn bền Hoàng hậu biết rất nhiều về chuyện này, cũng từng nghe hạ thương mai nói, nhưng mà nàng ta muốn hiểu hết toàn bộ, từ đầu tới. Cuối, để tiện ứng phó với Mai Phi và hạ thừa tướng. Nàng ta làm sao cũng không thể để hạ thừa tướng và Mai Phi lại kéo hạ thương mai vào chuyện này, ít nhất bây giờ không thể nương nương, sao lại nhắc tới chuyện này bây giờ? Tâm tư thần nữ bây giờ chỉ đang. Hoàng hậu cắt ngang lời cô, bổn cung biết người bây giờ chỉ muốn chữa khỏi cho lương vương, nhưng mà, có người không muốn người yên, người phải ứng phó. Thương Mai bất giác ngẩng đầu nhìn mộ dung khanh một cái, chàng bắt chéo hai chân, nhàn nhã ngồi trên ghế dựa, nói chuyện với lương vương. Dường như tất cả không liên quan tới chàng, nhưng không biết tại sao Thương Mai lại cảm thấy có liên quan. Thấy Thương Mai nhìn sang, chàng cũng nghiêng đầu nhìn cô, biểu cảm cực kỳ vô tội, nhưng trên khuôn mặt anh Tuấn đó còn có chút đùa bốn. Thương Mai cúi đầu, thu lại sự sắc bén, nếu do nhiếp chính vương sắp xếp, vậy vở kịch này nhất định không đơn giản, rất tốt, vốn cho rằng họ đợi tới nàng hồi phủ mới ra tay, đã không kịp đợi, vậy thì xé rách mặt trong cung đi. Thương Mai đang định trả lời hoàng hậu thì mộ dung khanh bỗng nhàn nhạt, nhạt nói một câu, đúng rồi, lúc bổn vương vừa vào cung thì đã nghe bách tính bên ngoài đang đồn đãi, nói thương mai vì chuyện từ hôn lương vương mà bị nhốt vào bạo thất, không biết thừa tướng có phải vì chuyện này mà tới không? Thân sắc hoàng hậu biến đổi, cái gì? Là ai nói linh tinh? Chuyện này thì không biết, hoàng hậu có thể sai người điều tra rõ ràng. Mộ dung khanh mặt mày nghiêm túc. Thương mai xém chút cười ra tiếng, chàng lại vô tội như vậy, rõ ràng chính là do chàng tản ra, chẳng trách lại vào cung, thì ra là cho rằng nàng bị vấn tội trong cung, sợ là tới rũ sạch tội đi sắc mặt hoàng hậu âm trầm, thương mai, người đi cùng bổn cung một chuyến, chuyện từ hôn hôm đó cũng không cần nói nữa, trong lòng bổn cung có tính toán. Thương mai đáp, dạ, không nói càng tốt, nếu không, bất kể cô kể khổ kể sở bao nhiêu, rốt cuộc vẫn khó tránh khỏi bị hoàng hậu phát hiện lòng riêng. Dù ma ma đã chuẩn bị xong kiệu khiêng, thương mai ra ngoài, nhìn mặt trời trói lọi, có chút hoa mắt. Cô phải nhanh chóng bồi dưỡng tốt cơ thể, nếu không, sau khi hồi phủ, cô không có cách nào ứng phó với bầy lang sói đó. Sau khi hoàng hậu ra ngoài, lương vương đuổi đi viện phán và cung nhân hầu hạ, nhìn mộ dung khanh nói, hoàng thúc, là thúc truyền ra đi. Mộ dung khanh hất cằm, người nói xem. Là thúc, lương vương khẽ thở dài, hạ thừa tướng bước ép nữ nhi mình như vậy, bổn vương lúc đó thật sự là mắt mù rồi. Người không mù, hắn luôn ra vẻ quân tử khiêm tốn, ai biết trong lòng hắn xấu xa. Lương Vương cười cười, từ sau khi thúc chấp chính liên luôn chèn ép hắn, lúc đó con còn cảm thấy thúc kỳ tài, bây giờ nghĩ lại, thúc thật có tầm nhìn. Mộ Dung Khanh không nói chuyện, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, chàng chấp chính sao có thể đố kỵ hiên tài. Thu nạp hiền tài còn không kịp, bách quan văn võ trong chiều, chàng đều âm thầm làm khảo hạch, đối với nhân phẩm của hạ thừa tướng, chàng ngay từ đầu đã biết rồi. Nếu không cũng sẽ không nhắc nhở ông ta, nhưng mà tất cả mọi người đều cho rằng chàng cố kỵ địa vị của hạ thừa tướng. Đến ngoài thọ an cung, hoàng hậu phân phó thương mai, người đợi ở đây, bổn cung chuyên người người hãy vào. Thương mai buông thóng tay đứng sang một bên, giả. Dạ. Tôn công công ra ngoài nghênh đón, cất cao giọng hô, hoàng hậu nương nương giá đáo. Hoàng hậu bước nhanh vào, rõ ràng khí thế hung hãn, hạ thừa tướng và Trần Nguyệt Nhung nhìn thấy đều không nhịn được run rẩy trong lòng, quả nhiên, hoàng hậu đang thịnh nộ, chẳng trách vừa rồi không chịu tiếp kiến. Mai Phi bước tới, hoàng hậu nương nương đến rồi. Hoàng hậu không thèm đáp, đi thẳng tới thỉnh an hoàng thái hậu, tham kiến mẫu hậu. Hoàng thái hậu nói, hoàng hậu tới thì tốt, chuyện này vẫn nên để tự ngươi xử lý một chút. Hoàng hậu đi tới bên cạnh hoàng thái hậu, ngồi xuống, ngẩng khuôn mặt trào phúng nhìn hạ thừa tướng, tướng ra tới thọ an cung à, vừa nãy không phải ở ngoài trường sinh điện nói muốn gặp bổn cung sao? Bổn cung ra ngoài không thấy ai, thì ra là tới thọ an cung, tướng ra thật sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi nha. Hạ thừa tướng đã chuẩn bị đối mặt với lửa giận của hoàng hậu, ông ta quỳ xuống nói, nương nương thứ tội, thân vừa rồi quả thực đợi nương nương ngoài trường sinh điện, chỉ là nương nương trăm việc bận biểu, thân bèn tới thỉnh an hoàng thái. Hậu trước, tôn công công tự mình bưng trà lên, hoàng hậu nhận, chậm rãi nhấp một hớp mới lại nhìn hạ thừa tướng nói, từ lúc các người ở trường sinh điện cầu kiến cho tới bây giờ cũng đã vài canh giờ rồi, sao còn quỳ trên đất. Mai Phi thấy giọng điệu hoàng hậu không tốt, cũng biết nàng ta nhất định đang oán giận, bèn bước tới hòa giải, hoàng hậu nương nương, tướng ra biết mình có tội, cho nên quỳ ở đây thỉnh tội với hoàng thái hậu và hoàng hậu nương nương. chương 47, đối chất. Hoàng hậu cười không chạm đến đáy mắt, nói thỉnh tội. Là vì chuyện hủy hôn mà đến sao? hà thừa tướng xấu hổ nói hồi bẩm hoàng hậu nương nương thần chính là vì chuyện này mà đến thỉnh tội thần quản dạy con không nghiêm làm mất mặt của lương vương điện hạ thần thật sự chết vạn lần cũng khó chuộc được lỗi lầm không dạy được vợ từ đâu mà nói vậy chuyện này có liên quan gì tới liên thị hoàng hậu thấy kỳ lạ nhìn ông ta hoàng hậu vốn tưởng ông ta muốn đem toàn bộ tội lỗi đều đổ lên lên hạ thương mai nhưng không ngờ còn kéo cả liên thị vào vừa nãy khi tôn công công nói Nàng ta còn tưởng tôn công công nghe nhầm, không ngờ quả thật là như thế. Hạ thừa tướng nói, hoàng hậu nương nương, chuyện hủy hôn là liên thì tự ý trả thù, không mang hậu quả mới gây ra đại họa, thần không tài, dung túng bà ta vô pháp vô thiên như thế, xin hoàng hậu nương nương trách tội. Chuyện này ngược lại thú vị, người nói cho bổn cung nghe thử. Hoàng hậu mở to mắt nói, Mai Phi đã nói lại một lượt những lời vừa rồi nói với hoàng thái hậu, một chữ cũng không sót hoàng hậu nghe xong thì mỉm cười nhìn sang hoàng thái hậu mẫu hậu cũng nghe chuyện này rồi người cho rằng như thế nào hoàng thái hậu không cần suy nghĩ mà nói liên thị này nếu như thế sự độc ác như thế tự nhiên phải xử lý hạ thừa tướng với nguyệt nhung phu nhân nghe thấy lời nói thì liếc nhìn nhau sau đó lại lập tức cúi thấp đầu hoàng hậu lại hỏi hoàng thái hậu mẫu hậu đối với chuyện hủy hôn hiểu được bao nhiêu hoàng thái hậu xứng ra sau đó liền hiểu ý của hoàng hậu hôm đó tin tức truyền vào trong cung không phải tin đồn trong nhân gian, mà là người đón dâu trở về bẩm báo, cũng tức là, chuyện xảy ra ngày hôm đó, ít nhất đưa ra hưu thư và lời tố cáo của Hạ Thương Mai ở cửa tướng phủ, từng câu từng chữ đã phải cân nhắc, bởi vì, ngày hôm đó Hạ Thừa Tướng hoàn toàn không thể biện minh. Vì thế, bà ta trước đó cũng cho rằng Hạ Thừa Tướng cay nghiệt, ngược đãi đích nữ. Chỉ là... Hôm nay bọn họ lôi liên thị người mà bà ta không thích ra, lại có Mai Phi đích thân làm chứng, mới khiến bà ta đối với chuyện này thay đổi cách nhìn liên thị rốt cuộc là người như thế nào thật sự tệ như những gì mai phi và hạ thừa tướng bọn họ nói sao hoàng thái hậu bỗng có giữ lại sau đó rồi nghĩ tới từng lời nói từng cử chỉ của hạ thương mai nếu mẫu thân xấu xa như thế sao có thể dạy ra con người như thế được nghĩ đến đây hoàng thái hậu không ngước lên nhàn nhạt nói ai ra cũng hơi mệt rồi chuyện này để hoàng hậu xử lý đi ai ra ở bên cạnh nghe là được Hoàng hậu đứng dậy, nhún người nói, dạ. Sau đó ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt của Mai Phi, Mai Phi, người luôn ở trong thâm cung, sao biết được chuyện của tướng phủ? Sao lại biết liên thị độc ác như thế? Mai Phi ngây ra, gương mặt có hơi cứng nhắc cái này. Hửm, ánh mắt của Hoàng hậu càng lạnh hơn vài phần, ép hỏi. Mai Phi lẩm bẩm nói, cái này, cô mẫu của thần thiếp là lão phu nhân của tướng phủ, tự nhiên là. Tự nhiên nghe nói được, phải không? Tin đồn há có thể coi là thật. Hoàng hậu hừ lạnh. Mai Phi đỏ mặt giải thích, chuyện này đâu phải là tin đồn chứ. Cô mẫu của thần thiếp cũng là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân của đương triều, sao lại nói dối được chứ? Ngươi là nói lão phu nhân đích thân vào cung chính là vì nói mấy chuyện trong nhà cho ngươi. Hoàng hậu đột nhiên vươn cổ lên hỏi tôn công công, đi tra thử, mấy năm nay lão phu nhân vào cung mấy lần. Tôn công công cười nói, nương nương, không cần cha, lão phu nhân mỗi lần vào cung nhất định đều sẽ đến thỉnh an Thái Hậu, năm nay chưa có đến, năm ngoái cũng không có, cũng được mấy năm rồi, thỉnh thoảng đến, lão phu nhân là người chu đáo, mỗi lần vào cung trừ đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu ra, cũng đều sẽ đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, nương nương quên rồi sao? Hoàng Hậu ừm một tiếng, bổn cung không có quên, quả thật cũng nhớ lão phu nhân hai năm nay rất ít khi vào cung, thỉnh thoảng đến, cũng chỉ ngồi một lúc là đi, bổn cung còn nói. Lão phu nhân đến đi vội vàng, thì ra là đến cung của Mai Phi nói chuyện gia đình rồi. Sắc mặt của Mai Phi bắt đầu có hơi khó coi, lão phu nhân là cô mẫu của thần thiếp, nói chuyện nhiều với thần thiếp một lúc cũng là chuyện thường tình, hoàng hậu nương nương nói như thế, có hơi hà khắc rồi. Quan hệ trước đó của hoàng hậu với Mai Phi không tệ, nhưng thật ra Mai Phi luôn không thích hoàng hậu, chỉ là e ngại tâm cơ thâm trầm thủ đoạn cao minh của hoàng hậu, mới không thể không giả vờ dựa vào. Hiện nay ở trước mặt của hoàng thái hậu Nàng ta biết không thể nhường mãi, cho nên chỉ thẳng nhược điểm của hoàng hậu, bởi vì hoàng hậu hà khắc, ngay cả hoàng thái hậu cũng nghĩ thế. Hoàng hậu cười lạnh, lão phu nhân nói chỉ là lời nói phiến diện, còn sự thật có như thế không, phải hỏi rõ mới được. Mai Phi nhíu mày, hoàng hậu hôm nay sao quấy nhiễu như thế? Không phải muốn xử lý mấy người cứu vớt mặt mũi của nàng ta sao? Xử lý ai không được, đều là chuyện mặt mũi mà thôi, với cả, hạ thương mai nếu đã phản kháng rồi, trực tiếp kết tội liên thị không phải là được rồi sao? Hạ thừa tưởng cũng có hơi lo lắng, ông ta mặc dù dự liệu hoàng hậu chưa chắc sẽ tin là liên thị sai khiến, nhưng ông ta dù sao cũng là thừa tướng đương triều, thể diện này ít nhiều phải chừa ra, sẽ không quá khiến ông ta khói coi. Lại không ngờ hoàng hậu căn bản không tin là liên thị chỉ thị, thậm chí ngay cả lời của Mai Phi Nương Nương nói cũng không tin, chuyện này là sao? trừ phi sau khi hạ thượng mai bị bắt đã nói cái gì khiến hoàng hậu nương nương tin tưởng rồi. Nhưng cũng không đúng, nếu như hoàng hậu nương nương tin lời hạ thương mai, tại sao không trực tiếp lệnh người truyền ông ta vào cung hỏi tội? Có thể thấy hoàng hậu nương nương cũng không tin hạ thương mai. Nguyệt Nhung phu nhân tuy kiêng kỵ huy nghiêm của hoàng hậu, nhưng nghe thấy hoàng hậu căn bản cũng không tin lời bọn họ nói, trong lòng có hơi hoảng, nói, nương nương nếu như không tin, có thể lệnh người đến phủ điều tra, hỏi bất cứ nô tài nào đều có thể biết con người của liên thị hoàng hậu khoát tay hà tất gì phải phiền phức như thế trong cung không phải có nô tỳ của tướng phủ hay sao nguyệt nhung phu nhân ngây ra vội lắc đầu hoàng hậu nương nương điều này không được tiểu khuyên đó là thị nữ bên cạnh hạ thương mai nàng ta nhất định cũng nghe theo căn dặn của thương mai sao nói một câu công đạo được hoàng hậu cười lạnh theo như người nói vậy hạ nhân trong phủ cũng không theo phe tướng ra sao còn nữa, cơ thể của hoàng hậu hơi dồn về phái trước, nhìn chăm chăm Nguyệt Nhung phu nhân, thần sắc lang lệ, người vừa rồi gọi tướng ra phu nhân là liên thị, một tiếng liên thị này là ngươi gọi sao. Hoàng Thái Hậu cũng có hơi không vui, nhân phẩm của liên thị thế nào cũng tốt, làm thị thiếp, bất luận trong trường hợp nào, đều chỉ có thể gọi một tiếng phu nhân, đây là quy tắc. Cho nên, bà ta cũng nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, quả thật, liên thị có như thế nào cũng vẫn chưa bị hưu đuổi ra khỏi cửa, hiện nay vẫn là tướng quân phu nhân, người mở miệng là liên thị này liên thị kia, đặt địa vị chính thất phu nhân ở đâu rồi. Nguyệt Nhung phu nhân ở trong phủ luôn dùng cách xưng hô tiện nhân để gọi liên thị, bất đắc dĩ mới gọi một tiếng liên thị, cộng thêm cứ nghe thấy Mai Phi nói liên thị liên thị, bà ta cũng buột miệng, không ngờ lại gây lên sự chú ý của Hoàng hậu, ngay cả Hoàng Thái hậu cũng không vui. Bà ta hoảng hốt nói, Thái hậu bớt giận, Hoàng hậu bớt giận, thiếp thân ở trong phủ luôn gọi là phu nhân, vừa rồi chỉ là nhất thời căng thẳng mới học theo Mai Phi nương nương gọi một tiếng liên thị. Mai Phi nói, Thái Hậu, đây chỉ là một cách xưng hô, thứ quan trọng là sự thật. mươi 48, Tiểu Khuyên làm. Hoàng Thái Hậu nhíu mày, trong cung là nơi có quy tắc, sao có thể đảo loạn. Nếu như tần thiếp địa vị thấp hơn Mai Phi gọi ngươi là Lương Thị, người có vui không? Lương Thị là họ của Mai Phi. Mai Phi cũng biết Thái Hậu là người rất có quy tắc, cũng không dám biện minh nữa, quay sang trách móc Nguyệt Nhung phu nhân, ngươi không cần căng thẳng, ở trong phủ xương hô như thế nào thì hiện nay cứ xương hô như thế, sao có thể đảo lộn chứ? Nguyệt Nhung phu nhân mặt mày thụ giáo, hối lỗi nói, vâng, thiếp thân nhớ kỹ. Hoàng hậu nói với tôn công công, người đi dẫn nhà đầu tiểu khuyên ở bên cạnh hạ thương mai đến đây, vết thương của nàng ta nếu như chưa khỏi, khiêng qua đây. Vâng, tôn công công đáp ứng. Hạ thừa tướng nghĩ nhà đầu đó cho dù được dẫn tới đây, có ông ta ở đây, nhà đầu đó nhất định sẽ không dám nói linh tinh, cũng để mặc tôn công công đi. Sau khi tôn công công đi, ông ta thở dài một tiếng, lúc này mặc kệ như thế nào đều là lỗi của thần, thần bằng lòng nhận tội. Như thế, thể hiện rõ thái độ có trách nhiệm của ông ta. Hoàng hậu lại không trúng chiêu, giọng nói lạnh lùng, chuyện này, là lỗi của ai thì là lỗi của người đó, người làm sai phải gánh chịu, nếu như thừa tướng phạm sai, bản cung cũng tuyệt đối sẽ không khoan nhược, nếu như liên thị sai khiến, bản cung cũng nhất định nghiêm trị liên thị. Hạ thừa tướng nói, vâng, thần cam nguyện chịu phạt. Thương Mai ở ngoài điện, nghe thấy đoạn đối thoại này, trong lòng cảm thấy vô cùng chế diễu. Tất cả đều là lỗi của mẫu thân và cô, bọn họ thật vô tội. Thừa tướng đương chiều vậy lại vô sỉ như thế, thật là thay đổi tam quan của cô mà. Thật không hiểu năm đó liên thị tại sao lại gả cho ông ta, tuy địa vị cao quý có tướng mạo, nhưng không có một chút khí độ của nam nhân, không có bụng giả bao dung, chỉ có A rua nịnh bợ, đặt lợi ích lên hàng đầu, tranh quyền đoạt thế. Nam nhân như thế, nói trắng ra có thể trèo lên được trước thừa tướng, trừ ra sản dầu có tổ tông chống sâu ra, chính là vận khí thuần ví rồi. Tôn Công Công rất nhanh dẫn Tiểu Khuyên đến, Tiểu Khuyên thật ra vẫn không thể xuống giường đi lại, chỉ có thể dựa vào hai cung nữ đỡ mà đi vào. Tiểu Khuyên ở bên ngoài nhìn thấy Thương Mai, vừa muốn hỏi, Thương Mai giơ tay lên miệng kêu nàng ta đừng lên tiếng. Tiểu Khuyên hiểu ý, cúi đầu bèn cùng hai cung nữ đi vào trong. Hoàng thái hậu chưa từng gặp Tiểu Khuyên, cũng không biết Tiểu Khuyên vào cung, nhìn thấy nha đầu cả người đều là thương tích, hơn nữa thương thế rất khủng khiếp thì không khỏi tức giận hỏi, chuyện này là sao? Nha đầu này nhìn trông chỉ 13 đến 14 tuổi, ai lại ra tay độc ác như thế? Nguyệt Nhung phu nhân lại thản nhiên nói, hồi bẩm hoàng thái hậu, nha đầu này là nha hoàn của Thương Mai bởi vì phạm sai chuyện bị quản gia bắt được, đánh cho một trận. Nhà nào cũng có chuyện đánh nhà đầu, trong cung nhất định cũng có, hơn nữa ra tay còn ác hơn. Hôm đó bà ta đi vào cung thỉnh An Mai Phi thì nhìn thấy Mai Phi lệnh người đánh một cung nữ, đánh đánh tới mức chỉ có thở ra, không có hít vào. Hơn nữa, bà ta nghe nói bên hoàng hậu càng nghiêm khắc, đánh mắng là chuyện nhỏ, nghiêm trọng một chút thì đá chết cũng là chuyện thường thấy. Tuy nhiên, Nguyệt Nhung phu nhân lại không biết, những chuyện mà Hoàng hậu và Mai Phi làm, Hoàng Thái hậu đều không biết, Hoàng Thái hậu tuy thưởng phạt rõ ràng, nhưng lại cân nhắc mức hình phạt mà làm, giống như thương Mai hủy hôn lương vương, lại tự xưng là truyền nhân của ôn ý, lúc đó tưởng cô chỉ hiểu sơ về y thuật vọng tưởng lập công, Hoàng Thái hậu lúc này hạ lệnh muốn tống cô vào trong ngục. Mai Phi khi nghe thấy Nguyệt Nhung phu nhân nói như thế, đáy lòng không khỏi thầm mắng, đúng là người nông cạn, lại không hiểu chừng mực như thế, ở trước mặt của Hoàng Thái Hậu nói những lời này không phải tìm chết hay sao. Quả nhiên, Hoàng Thái Hậu nghe thái độ không để tâm này của Nguyệt Nhung phu nhân, thân sắc đã không tốt, đã phạm lỗi gì mà phải đánh thành ra như thế này. Hạ thừa tướng dùng tay khuyết Nguyệt Nhung phu nhân, Nguyệt Nhung phu nhân cũng biết mình nói sai rồi, vội vàng giải thích, hồi bẩm Hoàng Thái Hậu, không phải thiếp thân hạ lệnh đánh, là quản gia thấy nha đầu này chết cũng không chịu nhận sai, nhất thời đánh nặng tay, thiếp thân đã trách phạt quản gia rồi. Hoàng Thái Hậu lướt nhìn Tiểu Khuyên, thấy nàng tay mắt ngấn lệ, gương mặt ủy khuất đáng thương, nghĩ đến trận đánh này là oan uổng. Tiểu Khuyên được cung nữ đỡ, quỳ xuống trên đất, Hoàng Thái Hậu nhìn thấy thương tích trên người nàng ta, đâu có nhẫn tâm chứ. Vội nhíu mày nói, đỡ nàng ta, đừng quỳ nữa. Tiểu Khuyên suy nhược nhìn Hoàng Thái Hậu, bị quý khí trên người Hoàng Thái Hậu dọa cho hai chân mềm nhún, suýt nữa quỳ xuống, lắp bắp nói, nô tỳ, nô tỳ tham kiến Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nhìn gương mặt đã mất đi màu sắc vốn dĩ biến thành không có chút huyết sắc, lắc đầu thở dài, phải rồi, ai ra chỉ hỏi người vài câu, sau đó người có thể trở về rồi. Tiểu khuyên ồ một tiếng, cố gắng khiến cơ thể có thể đứng vững, dạ, Hoàng Thái Hậu mời hỏi. Hoàng Thái Hậu nhìn nàng ra, thật sự cũng không nhẫn tâm hỏi, nói với Hoàng Hậu, người hỏi đi, nhanh một chút. Hoàng Hậu đã sớm chuẩn bị rồi, đứng dậy nhún người với Hoàng Thái Hậu, vâng sau khi ngồi xuống lập tức hỏi, người chuyên hầu hạ hạ thương mai, phải không? Phu nhân của các ngươi liên thị ở trong người đặc lòng người không? Bà ta là người như thế nào? Tiểu khuyên vừa muốn trả lời thì nghe thấy tiếng ho của hạ thừa tướng, tiểu khuyên vô thức liếc nhìn hạ thừa tướng, thấy đôi mắt lạnh lẽo của ông ta thì bị dọa đến nghẹn lời, không dám nhìn hoàng hậu, chỉ cúi đầu mấp máy một lúc, nói không lên lời. Hoàng hậu cười quái dị một tiếng, sao thế? Không dám nói sao, có lời gì cứ ở trước mặt Thái Hậu và bổn cung là nói thẳng, người không làm sai, sao không dám nói. Tiểu khuyên lại liếc nhìn hạ thừa tướng và Nguyệt Nhung phu nhân, căng thẳng đến mức toát mồ hôi, những ngày tháng nàng ta ở bên thương mai, trường kỳ chịu áp bức của Nguyệt Nhung phu nhân và hạ thừa tướng, hình thành sự sợ hãi trong tâm lý, dù nàng ta biết bây giờ có thể nói ra hết, nhưng lại không mở được miệng, chỉ có thể lắp bắp nói, nô tỳ, nô tỳ. Thương Mai ở bên ngoài nghe thấy, trong lòng có hơi căng thẳng, Tiểu Khuyên là đứa trẻ rất nhát gan, hơn nữa lại bị thương nặng như thế, nếu tâm lý gánh chịu áp lực quá lớn, nàng ta sẽ chịu không nổi mà ngất đi. Mai Phi thấy thế, bỗng tức giận quát một tiếng, người lắp bắp cái gì. Ở trước mặt Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu nương nương có gì cứ nói thẳng là được. Mai Phi vốn dĩ nhìn thấy sự nhàn gan nhu nhược của Tiểu Khuyên, hiện nay đã không dám nói chuyện nữa, bộ dạng gần như sắp ngất đi, nếu như tức giận mắng mỏ vài câu, nàng ta chắc chắn một chữ cũng không dám nói. Tuy nhiên, sau khi nàng ta quát, tiểu khuyên ngược lại dần dần ngẩng đầu lên, nghĩ đến lúc bị bắt ở trong phủ, tưởng rằng sẽ chết chắc, lúc đó không oán, bây giờ cũng không hối. Nghĩ đến sự hiếp đạp mà nhiều năm phu nhân và tiểu thư phải chịu, nàng ta cũng không nhịn được nữa, không kìm được mà run rẩy bật khóc nói, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, nô tỳ cảm thấy người tốt nhất trong thế gian này chính là phu nhân và tiểu thư. Hoàng hậu vốn hỏi nàng ta con người và phẩm hạnh của liên thị, nhưng tiểu khuyên lại chỉ nói rất tốt rất tốt, không biết hình dung thế nào, lại khiến Hoàng Thái Hậu cảm thấy thật lòng. Hoàng Thái Hậu thấy nhà đầu này đáng thương, bèn nói, bỏ đi, không hỏi nàng ta nữa, dẫn xuống đi. Hoàng Thái Hậu, tiểu khương lại giấy khỏi bàn tay nâng đỡ của cung nữ, ngước gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tiểu thư hủy hôn là chuyện bất đắc dĩ, nếu như không phải tướng ra lấy giấy hưu thê đến ép tiểu thư, tiểu thư cũng sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Bởi vì, tiểu thư từng nói, một khi nàng gả đi, phu nhân nhất định sẽ chết, cho nên tiểu thư mới muốn hủy hôn. Nói năng linh tinh, hạ thừa tướng mặt mày đen thui như đít nồi, nếu không quan ngại hoàng thái hậu và hoàng hậu ở đây thì ông ta lập tức nổi giận, là ai xúi dục ngươi nói như vậy? Thế mà đảo lộn thị phi như thế, xem ra đánh ngươi một trận là quá nhẹ. Chương 49: Thương Mai vào điện. Mai phi thấy hạ thừa tướng ở trước mặt hoàng thái hậu nổi giận, trong lòng liên biết không ổn vội nói, nhà đầu này biết cái gì chứ? Nàng ta đi theo bên cạnh thương mai, tự nhiên nói liên thị tốt, càng sẽ giúp liên thị nói chuyện, còn nguyên nhân hủy hôn lại càng vô lý. Hoàng hậu nhàn nhạt hỏi, vô lý như nào? Hoàng hậu thật ra không có đủ kiên nhẫn ở đây dây dưa với bọn họ, tức giận đùng đùng thì muốn xử lý tốt chuyện này, sau đó cùng hạ thương mai bắt đầu nói chuyện, nhưng khi nàng ta nhìn thấy mai phi luôn nói chuyện thay thừa tướng, nàng ta liên cảnh giác chuyện này không có đơn giản như thế. Con người của Mai Phi nàng ta biết, thuộc kiểu người rảnh rỗi, bình thường ai câu xin nàng ta nói cái gì, nàng ta cơ bản đều mặc kệ. Nể tình họ hàng, nàng ta hôm nay đến giúp thừa tướng có thể hiểu, nhưng lấy con người của nàng ta, không thể giống như hôm nay tận tâm như thế, trừ phi nàng ta nhận được rất nhiều lợi lộc. Không sai, Mai Phi là một kẻ rất tham tiền. Phải tốn một số tiền lớn mua chuộc Mai Phi, vậy thì, Hôm nay không đơn giản chỉ đến thỉnh tội như bề ngoài đã thể hiện. Hoàng hậu mưu toan nhiều năm, đối với tình cảnh trước mắt tự nhiên rất nhanh phân tích ra. Vừa rồi Mộ Dung Khanh nói bên ngoài có tin Đồn Hạ Thương Mai bị đánh nhốt vào trong ngục, Hạ Thương Mai bị đánh tống vào trong ngục, nguyên nhân duy nhất gây ra chính là hủy hôn. Hạ thừa tướng vì chuyện này mà đến, hơn nữa mở miệng là liên thị, nói bà ta vô cùng độc ác, muốn để liên thị làm kẻ thế tội. Nhưng, tại sao muốn tìm người thế tội? Hoàng thất không ai hỏi tội bọn họ, tại sao bọn họ muốn đến thỉnh tội? Bởi vì ông ta biết hạ thương mai vô tội, người khơi ra chuyện này là ông ta và thị thiếp này, cho nên ông ta nhất định muốn tìm một kẻ đứng sau sai khiến để gánh tất cả tội danh này. Bọn họ trước tiên vu khống người khác trước khi Hoàng thất hỏi tội tướng phủ thì đẩy cho Liên Thị. Sau đó một mũi tên chúng hai viên đan mượn tay của nàng ta trừ đi Liên Thị. Hoàng hậu không phải người ngu ngốc, trừ đi Liên Thị sao? bây giờ ai dám ra tay chứ? Liên thị nổi danh thiên hạ, ngay cả năm đó hoàng thượng cũng từng thưởng thức bà ta, bao nhiêu người trong tay hiện này còn giữ bức họa của bà ta như bảo bối mà cất giấu. Bà ta là đệ nhất đại tài nữ của bổn triều, người theo đuổi bà ta quá nửa là học tử, học giả, văn nhân là kẻ khó đắc tội nhất, một kiểu chỗ nào cũng nhúng tay vào, giết người vô hình. Văn nhân thì thôi đi, ngay cả văn võ bá quan đương triều, người có lòng cung kính đối với liên thị cũng có, một khi liên thị chết ở trong tay nàng ta, nghĩ thôi cũng biết là hậu quả gì, thái tử sẽ nhận được kết cục gì. Hoàng hậu tin, hạ thừa tướng chỉ muốn đẩy liên thị ra, nhưng, thật sự muốn mượn tay của nàng ta trừ đi liên thị, lại là Mai Phi. Bởi vì, tam hoàng tử của Mai Phi, hiện nay đã 13 tuổi rồi, chỉ đợi tròn 16 tuổi thì có thể phong vương. Chỉ cần thái tử vì nàng ta giết liên thị mà bị chiêu thân và dân chúng phế chuất, con trai của nàng ta rất có khả năng được phong làm thái tử. Cho nên, một mũi tên chúng hai con nhãn không phải hạ thừa tướng, mà là Mai Phi, vừa nhận được thù lao của hạ thừa tướng, vừa có thể dọn đường cho con trai của mình. Trong cung từng bước đều rét lạnh lòng người, ngay cả thương Mai cũng không ngờ đi đến mức này. Mai Phi rốt cuộc là hiểu hoàng hậu, thấy thần sắc điềm nhiên của nàng ta, ánh mắt rét lạnh, không tức giận như lúc bình thường, trong lòng liền có tính toán, nhưng, đây quả thật là một cơ hội tốt, cho nên, nàng ta biết không nên nói thêm nữa, nhưng lại không nhịn được thấy có chút may mắn, con người của Liên Thị, thân thiết thật sự rất rõ, bởi vì mấy năm nay, nàng ta cũng thường vào cung thỉnh an thân thiết, như lúc đó thân thiết vẫn ở tân vị, có một lần nàng ta vào cung thỉnh an thân thiết, khi châm trà. Một cung nữ làm đổ trà ướt bức tranh nàng ta vẽ, nàng ta liền phẫn nộ, mặt mày tức tối đó thân thiết hiện nay còn nhớ rất rõ, rất dư tợn, quá khác biệt với dương mặt dịu dàng thường thấy. Hơn nữa nàng ta còn kêu thân thiếp lôi cung nữ ra ngoài đánh chết, Cung nữ này cũng là người thần thiếp tin tưởng nhất, làm việc rất tận tâm, đánh cũng không lỡ, chứ đừng nói là đánh chết. Thần thiếp kêu cung nữ này ra ngoài sau đó an ủi Liên thị vài câu bỏ qua chuyện này, nhưng từ chuyện này có thể nhìn ra, phẩm hạnh của con người Liên thị là tàn ác cỡ nào. Tâm thái may mắn này của nàng ta là hướng tới Hoàng thái hậu, bởi vì nàng ta biết Hoàng thái hậu sẽ không dễ dàng trách phạt chúng nô tỳ, nghe nói Liên thị vì làm đổ ly trà mà muốn đánh chết cung nữ, nhất định sẽ bất mãn rất lớn đối với Liên thị quả nhiên hoàng thái hậu nghe thấy lời mai phi nói lập tức nổi giận lại có người ác độc như này sao nàng ta chẳng qua chỉ là tài tình xuất chúng một chút mà dám bá đạo lộng hành như thế hoàng hậu nhất thời cũng không có lời đối lại bởi vì chuyện mai phi nói nàng ta không biết là thật hay giả đối với nhân phân con người của liên thị nàng ta thật sự không rõ nếu như là thật nàng ta phản bác ngược lại sẽ thua mai phi tiếp theo cũng sẽ bị mai phi chiếm thế thượng phong Bị nàng ta rắc mũi mà đi. Đáy mắt của Nguyệt Nhung Phu Nhân xuất hiện nụ cười đắc ý. Trước đó lời Mai Phi nương nương nói chỉ là lời đồn. Hiện nay chuyện xảy ra ở trong cung của Mai Phi. Tóm lại cũng có thể lấy được lòng tin của Hoàng Thái Hậu rồi chứ. Xem Hoàng Thái Hậu còn có thể nói cái gì. Thương Mai cuối cùng không nhịn được nữa. Cất bước đi vào trong. Hạ Thừa Tướng và Nguyệt Nhung Phu Nhân nhìn thấy cô thì đều sừng sốt. Không phải nói bị nhốt trong ngục rồi sao tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, nhìn khí sắc của cô, dường như hai ngày qua sống rất tốt. Mai Phi cũng hơi ngẩn người, chẳng lẽ tin tức sai lệch. Thương Mai đi đến trước mặt Hoàng Thái Hậu, quỳ xuống, ngước hương mắt ương ngạnh tinh khiết, Thương Mai tham kiến Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu thấy cô đi vào, bỗng đổi sang một nụ cười, cười híp mắt nói, mau đứng lên đi. Thương Mai đứng dậy, tiệt sắc lạnh nơi đáy mắt thu lại, nói Thái Hậu xin hãy trách tội, thân nữ không được lệnh truyền vào đã tự ý xông vào. Hoàng Thái Hậu không để tâm khoát tay, không sao, người đến vừa đúng lúc, ai ra cũng đang muốn kêu người chuyên người đến. Thái độ của Hoàng Thái Hậu hoàn toàn khiến Hạ Thừa Tướng và Nguyệt Nhung Phu Nhân kinh hãi, sao lại như thế? Hoàng Thái Hậu, không tức giận chuyện cô hủy hôn sao? Không thể, cho dù Hoàng Thái Hậu tin cô là bị ép, cũng không thể không trách tội cô, bởi vì quả thật là. Cô ở trước mặt bách quan nói hủy hôn. Thương Mai nhún người, sau đó ngoảnh đầu nhìn Hạ Thừa Tướng, đau thương nơi đáy mắt khiến người ta không thể phán đoán. Hạ Thừa Tướng dưới ánh mắt bước người này, vậy mà vô thức tránh né, không dám nhìn. Sự kinh hãi trong lòng của ông ta chưa dừng lại thì lại xuất hiện cảm giác sừng sốt mới. Ông ta phát hiện, đứa con gái không được mình sủng ái này thật sự đã thay đổi rất nhiều. Không, có lẽ không nên dùng sự thay đổi để hình dung, quả thật giống như biến thành một người khác. Thương Mai giọng nói khàn khàn hỏi phụ thân, nữ nhi chỉ hỏi người một câu, ở trong lòng phụ thân, mẫu thân thật sự giống như những lời mà người hay mai phi nương nương nói hay sao? Hạ thừa tướng bực tức trong lòng, ông ta tức giận thương mai, cũng bực chính mình, vậy mà suýt nữa bị cô dọa. Ông ta ngước mắt, lạnh lùng nói, người cảm thấy lời phu nhân nói hay lời mai phi nương nương nói, có nửa câu không thật sao? Đáy mắt thương mai vụt qua sự mỉa mai, sau đó nhún người với mai phi, vừa rồi Mai Phi Nương Nương nói một ví dụ của nhiều năm trước, chứng minh mẫu thân của ta tâm địa độc ác, tâm tính tàn bạo, thân nữ muốn hỏi Nương Nương một câu, có thể gọi cung nữ đó đến đây, thân nữ có vài câu muốn hỏi bà ta. chương 50, Mai Phi tự làm tự chịu. Mai Phi không vui nói, qua nhiều năm như vậy, bổn cung đã quên cung nữ này tên là gì, hơn nữa cũng không biết điều động đến cung nào rồi, có lẽ xuất cung rồi cũng nên. Nguyệt Nhung phu nhân thấy thương Mai làm khó Mai Phi, cuối cùng có thể chen miệng trách cứ cô rồi, liền bày ra dáng vẻ của một mẫu thân nói, thương mai, ta đã nói với con bao nhiêu lần, ở trước mặt người khác nói chuyện làm việc đều phải có chừng mực, con người của mai phi nương nương ở trong cung, mọi người đều biết, là người thành thật, người nói như thế, há không phải ám chỉ mai phi nương nương bịa chuyện sao. Đây là tội bất kính, cho dù mẫu thuận của ngươi chưa từng dạy ngươi, ta cũng thường nhắc nhở ngươi, tại sao ngươi không nhớ, ba lần bốn lượt làm ra loại chuyện này. Thương Mai không hề sợ hãi nói, không, ta không phải ám chỉ Mai Phi nương nương bịa chuyện, ta là nói rõ Mai Phi nương nương bịa chuyện, loại chuyện này không thể từng xảy ra. Mai Phi vô cùng phẫn nộ, hạ Thương Mai, người thật to gan, lại dám vu khống bổn cung bịa chuyện. Thái độ của Hoàng Thái Hậu tuy đối với Thương Mai có cải thiện, nhưng cô không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ thẳng Phi tử đương chiều bịa chuyện, điều này rất không ổn, thân sắc liền có hơi không vui, Thương Mai, không thể nói linh tinh, Mai Phi nương nương sẽ không nói dối. Nhân phẩm của Mai Phi, Hoàng Thái Hậu vẫn tin, nàng ta vào cung hơn 20 năm, tuy không nói hiền đức, nhưng cũng tuân thủ bổn hậu mà hậu hạ hoàng thượng, hơn nữa vì hoàng thượng mà sinh hạ một trai một gái, không dễ bị người ngoài cung tùy ý hủy đi danh tiếng. Hoàng Thái Hậu lại không biết, Mai Phi hiện nay đã không phải Mai Phi của ngày xưa, sau khi hoàng thượng bệnh nặng, nàng ta bắt đầu bày mưu tính kế, vì mẹ con bọn họ, câu nói này dùng trên người nàng ta, mặc dù không thích hợp, nhưng đạo lý chính là như thế. Thương Mai đang muốn nói chuyện thì nghe thấy ngoài điện truyền đến tiếng của Thái Giám, nhiếp chính vương đến. Vừa dứt lời, Hoàng Thái Hậu còn chưa lên tiếng thì nghe mộ dung khanh sải bước đi vào. Bước vào trong điện, bèn nhớn mày nhìn Mai Phi, Mai Phi nương nương, bổn vương ở bên ngoài nghe thấy người đang tức giận, ai chọc Mai Phi nương nương luôn dịu dàng chúng ta đại phát lôi đình. Đáng phạt! Nói xong, bèn bước tới khẽ cúi người, tham kiến mẫu hậu. Hoàng Thái Hậu không khách khí nói, con không bận chuyện chính sự của con, lại đến hậu cung làm gì. Trong miệng thì nói như thế, nhưng lại vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống đi. Mộ Dung Khanh nhìn thương mai, biểu cảm rừng rưng, nhi tử đương nhiên đến xem thê tử của mình rồi. Sắc mặt của thương mai đỏ ửng, sau đó cúi thấp đầu xuống. Hạ thừa tướng và Nguyệt Nhung phu nhân liếc mắt nhìn nhau, gần như muốn nhảy dựng lên ý gì vậy nguyệt nhung phu nhân sắc mặt trắng bệch chuyện này không thể hạ thương mai muốn gả cho nhiếp chính vương nhiếp trinh vương sao lại lấy cô ai nguyện ý lấy hạ thương mai hiện nay trong kinh bất kỳ con cháu nhà quan hay phú gia nào đều sẽ không muốn lấy hạ thương mai nhiếp chính vương đây là có ý gì hoàng thái hậu bật cười ai ra còn chưa hạ chỉ con thì luôn miệng gọi thê tử có biết ngại không hải mộ dung khanh nhìn thương mai trên mặt là nụ cười tươi, nhưng đáy mắt lại không có một chút ý cười, thương Mai, nàng vừa rồi đã đắc tội với Mai Phi nương nương. Mau xin lỗi nương nương đi. Sắc mặt của Mai Phi cũng hơi tái nhợt, vương ra, người và thương Mai. Nhiếp chính vương nói, ừm, chuyện này sao, bổn vương ngại nói, tránh mẫu hậu lại nói bổn vương không biết xấu hổ, người hỏi mẫu hậu là được. Hoàng Thái Hậu bị chàng chọc cho vui vẻ, được rồi, lăn sang một bên, chính là không biết xấu hổ, hoàng hậu không có tâm tư đùa nàng ta nhìn thương mai ngươi vừa rồi nói chuyện mai phi nói là bịa ra ngươi có chứng cứ không theo lời mai phi nói cung nữ này hiện nay rất khó tìm thấy thương mai nhún người rồi nói hoàng hậu nương nương cung nữ này thật ra không khó tìm vừa rồi mai phi nương nương nói cung nữ này là người nàng thích hơn nữa cung nữ vào điện hầu hạ có thể vào điện hầu hạ lại được mai phi nương nương yêu quý mai phi nương nương cho dù không nhớ tên của bà ta người bên cạnh nương nương cũng chắc chắn nhớ được, nếu như đều không nhớ, có thể mời thái giám nội vụ cha khi đó ai hầu hạ nương nương thì có thể cha ra cung nữ này là ai. Hoàng hậu ừm một tiếng, nói có lý, như thế liền cho người điều tra. Nàng ta phân phó tôn công công, người đi một chuyến, cha trong ghi chép vào cung của liên thị khi Mai Phi còn là quý tân, đối chiếu người cận thân hầu hạ Mai Phi khi đó. Sắc mặt của Mai Phi trắng bệch, nhưng lại không thể ngăn cản tôn công công đi điều tra chỉ cần điều tra thì có thể biết nàng ta khi là quý tân, liên thị căn bản không có vào cung. Liên thị chỉ có năm đầu tiên khi gả cho hạ thừa tướng vào cùng thỉnh an nàng ta một lần, mà khi đó, nàng ta còn chưa được phong làm quý tần. Từ khi hạ thừa tướng dẫn Nguyệt Nhung về phủ, bà ta luôn sống ẩn, không vào cung lần nào nữa. Gia quyến của đại thân vào cung đều được ghi chép lại, chỉ cần tra một cái thì biết nàng ta vừa rồi là nói dối. Hoàng hậu không biết chuyện này, nhưng thương mai biết, trong đầu thương mai còn trí nhớ của nguyên chủ nhớ rất rõ từ khi nguyên chủ hiểu chuyện liên thị chưa từng rời khỏi tướng phủ nửa bước bà ta đang trừng phạt bản thân trừng phạt bà ta nhìn sai người dùng phương thức của chính bà ta hoàng hậu nhìn sắc mặt của mai phi liên biết nước cờ này của thương mai đi không sai nàng ta cũng không lên tiếng chỉ ngẩng đầu liếc nhìn mộ dung khanh chàng đột nhiên đến tự nhiên sẽ không đến xem náo nhiệt nàng ta phát hiện Mộ Dung Khanh vô tình hay hữu ý đang bảo vệ Hạ Thương Mai. Mộ Dung Khanh quả nhiên lên tiếng, hỏi Hạ Thừa Tướng, tướng ra hôm nay không có lên chiêu, nói là cáo bệnh ở phủ, sao bây giờ lại không sao rồi. Hạ Thừa Tướng đã bị chuyện Thương Mai gả cho nhiếp chính vương mà lục thân vô chủ, nghe thấy Mộ Dung Khanh hỏi, ông ta lấp liếm trả lời, thân đã uống thuốc, đỡ hơn rồi. Tướng Gia Vân nên chú ý sức khỏe, quốc gia phồn thịnh này vẫn nhọc tướng ra thay bổn vương phân ưu. Mộ Dung Khanh mặt mày nghiêm túc nói. Hạ thừa tướng trong lòng thầm phỉ nhổ, hiện nay còn nói cái gì mà phân yêu quốc sự. Ở trong triều chàng đã ba lần bốn lượt nhầm vào ông ta rồi, sổ con của thừa tướng thu thập đều trực tiếp trình cho nhiếp chính vương phủ của chàng. Lời này tự nhiên không dám nói ra, chỉ lấp liếm nói, vâng, thân biết. Nguyệt Nhung phu nhân không nhịn được lên tiếng hỏi, vương gia, thê tử ngài vừa rồi nói, là thương mai nhà chúng ta sao? Mộ Dung Khanh cười nói, trong điện này trừ nàng ra, còn có ai có thể làm vương phi của bổn vương? Phu nhân không tán thành sao? Sắc mặt của Nguyệt Nhung phu nhân trắng bệch, lại không chết tâm nói, vương gia không chê thương mai nhà chúng ta đã từng đính hôn một lần, thiếp thân tự nhiên câu còn không được. Mộ Dung Khanh cười ha hả, bổn vương sao lại chê được chứ? Từng đính hôn một lần tính là cái gì chứ? Phu nhân không phải cũng từng thành hôn một lần rồi, còn không phải vẫn gả cho tướng gia? được tướng ra sủng ái nhiều năm. Thương Mai nhìn sắc mặt của Nguyệt Nhung phu nhân đột nhiên trở nên rất khó coi, cô không khỏi nhếch môi cười, không ngờ mộ dung khanh còn độc miệng như này. Trần Thị hận nhất người khác nói bà ta đã từng thành thân, ở trong phủ nếu như ai dám dám nói hai từ quả phụ, bà ta nhất định sẽ gây khó dễ. Nhưng hiện nay, chỉ có thể mỉm cười, không dám nổi giận. Hoàng Thái Hậu luôn nhìn chằm chằm Mai Phi, vừa rồi thương Mai khi nói để tôn công công đi điều tra, bà ta liên phát hiện sắc mặt của Mai Phi không tốt. chương 51, Mai Phi tự làm bẽ mặt. Mộ Dung Khanh lại cứ vào lúc này nhắc đến lời đồn ngoài cung, mẫu hậu, hôm nay khi nhi thân xuất cung, nghe thấy bên ngoài có người bàn tán nói hạ thương Mai bị người và hoàng hậu đánh rồi nhốt vào ngục. Hoàng Thái Hậu hơi ngẩn ra, nhìn sang hạ thừa tướng và Nguyệt Nhung phu nhân, thấy sắc mặt của hai người cũng thay đổi, dáng vẻ trột dạ. Trong lòng Hoàng Thái Hậu có hơi hiểu rồi. Trên mặt bà ta ẩn ẩn sự tức giận, sắp xếp sự việc ngày hôm nay một lượt, bà ta đại khái có thể đoán ra mục đích hạ thừa tướng vào cung rồi, miệng nói vào cung thỉnh tội, vào cửa thì dập đầu khóc lóc kể lể. Thật ra là tưởng trong cung sẽ truy cứu việc hạ thương mai hủy hôn, cho nên ông ta dẫn theo Nguyệt Nhung phu nhân đến. Nếu như nói, Liên Thị thật sự không phải như những lời bọn họ nói, vậy thì tâm tư của Mai Phi rất đáng phải suy xét dùng một lời nói dối trắng trợn như thế để chứng minh liên thị là nữ nhân phẩm hạnh xấu xa trong đó nếu không có một chút lợi ích bà ta không tin hoàng thái hậu hấn nhất chính là huynh đệ đào tường lẫn nhau hoàng thất nội đấu nếu như mai phi thật sự động tâm tư này vì tam hoàng tử làm tranh đoạt thế nào cũng phải chặt đứt tâm tư của nàng ta hoàng thái hậu tuy đại khái có thể đoán ra nhưng cũng hy vọng mình đoán sai tránh liên lụy đến cháu của mình cho nên bà ta chờ đợi tôn công công điều tra ra cung nữ đó rốt cuộc là ai, tìm bà ta đến hỏi thì có thể chứng minh Mai Phi trong sạch. Tôn công công rất nhanh trở về, hắn cúi người nói, thái hậu, nô tài đi cha rồi, chủ sự thái giám nội phủ vừa hay cũng là người sùng bái liên thị, ông ta nói thẳng, liên thị mười mấy năm nay đều không có vào cung, nô tài không tin, bèn cha ghi chép viếng thăm bên chỗ Mai Phi nương nương, quả thật không có. Huyết sắc trên mặt Mai Phi từng chút từng chút rút đi, nàng ta vừa rồi còn hy vọng bên phía nội phủ sẽ hủy đi chi ghét nhiều năm trước rồi, dù sao đã nhiều năm như thế đã trôi qua, nội phủ chắc sẽ không giữ lại bản ghi chép vô dụng đó. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, không biết Mai Phi nói là chuyện của năm nào đây. Hoàng Thái hậu uy nghiêm nói, Mai Phi, người nói xem đây là chuyện gì. Ánh mắt của Mai Phi hoảng hốt tránh né, nói Thái hậu, có lẽ thần thiếp nhớ sai, chắc là thần thiếp khi xuất cung đến tướng phủ, đúng, Chuyện này xảy ra ở tướng phủ Hạ thừa tướng cũng vội nói Lời này của nương nương Thân cũng nhớ có một năm nương nương suốt cung có đến phủ tướng phủ Liên thị đã từng nổi giận Lần đó là liên thị vẽ cho nương nương thưởng thức Không cẩn thận bị cung nữ bên cạnh nương nương đổ trà làm ướt Nàng ta đã nói muốn giết cung nữ đó Thương mai thật sự không tin vào tai của mình Ông ta điên rồi sao Trước thừa tướng này rốt cuộc sao mà có được vậy Loại người gian dối này cũng có thể làm thừa tướng Chẳng trách mộ Dung Khanh lại nhầm vào ông ta, cao nhân ở miêu đường như thế, thật sự sỉ nhục. Thật ra Thương Mai cũng nhầm hạ thừa tướng, ông ta không phải ngu ngốc, mà là ông ta đã không có sự lựa chọn nào khác, ông ta chỉ có thể đâm lao theo lao bám theo lời Mai Phi nương nương mà nói, bởi vì nếu như bây giờ khiến địa vị của Mai Phi nương nương lung lay, sau này mất đi núi dựa lớn ở trong cung. Cho nên, ông ta biết rõ nói ra lời này không đáng tin, nhưng lại không thể không lời theo Mai Phi sự việc đến nước này ông ta cũng nhìn ta rồi mình vào cung thỉnh tội là có người sắp xếp tin tức hạ thương mai bị đánh nhốt trong ngục cũng là có người cố tình truyền ra là ai chuyên ta ông ta đã có thể đoán ra bởi vì khi hạ đoàn ra ngoài nghe ngóng nói là người bên cạnh nhiếp chính vương tiết lộ nói cách khác là mộ dung khanh cố tình thả tin dụ ông ta vào cung và tự miệng đòi lại công bằng cho tiểu tiện nhân hạ thương mai này rửa vết nhơ trên người cô sau đó gả vào nhiếp chính vương phủ Lần này ông ta tìm Mai Phi giúp đỡ, nhưng Mai Phi cũng bị hãm vào rồi. Ông ta nếu như không đứng về phía Mai Phi, Mai Phi ngày sau nhất định sẽ trách ông ta. Mộ Dung Khanh nghe thấy lời của Hạ Thừa Tướng, nhàn nhạt nói, như thế, phiên tôn công công cất công đi tra đối chiếu cung nữ hầu hạ Mai Phi năm đó. Hoàng Thái Hậu quát một tiếng, Mai Phi, quỳ xuống. Sắc mặt của Mai Phi trắng bịch, bịch một tiếng thì quỳ xuống, mặt mày xám xịt dập đầu, Thái Hậu bớt giận. Nguyệt Nhung phu nhân còn chưa nhìn rõ cục điện, bà ta sững ra, nói Thái hậu nương nương, lời mai phi nương nương nói đều là sự thật, người tại sao không tin. Hoàng Thái hậu không nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, lại nhìn chằm chằm hạ thừa tướng, thừa tướng, ai ra không thích liên thị, nhưng cũng không thể không thừa nhận, liên thị thông minh hơn gấp trăm lần nàng ta, biết chừng mực hơn gấp vạn lần nàng ta, người rốt cuộc mắt mũi bị làm sao lại sủng ái nàng ta nhiều năm, lạnh nhạt liên thị, được bảo vật mà không biết bảo vật quý, người đó thật sự khiến nam tử trong thiên hạ đố kỵ đến chết. Sắc mặt của hạ thừa tướng tái nhợt, thái hậu gian dậy, thân ghi nhớ trong lòng. Hoàng thái hậu lạnh lùng nói, không cần ghi nhớ, chuyện nhà của ngươi, ai ra không muốn hỏi, chuyện hủy hôn ai ra từ đầu đến cuối đều không muốn truy cứu. Ngược lại thừa tướng hôm nay cùng Mai Phi người hát người sướng, khiến ai ra nhìn mà lòng xót xa, cũng rất lạnh tâm, trăm phương ngàn kế muốn xử lý thế tử và đích nữ, ông ta có mắt, đừng có làm quá. Nguyệt Nhung phu nhân không hiểu Hoàng Thái Hậu tại sao đột nhiên nói như thế, nhất là Hoàng Thái Hậu còn nói bà ta không bằng liên thị, điều này bà ta không phúc, cất cao giọng nói, Hoàng Thái Hậu, thiếp thân tuy bất tài, cũng không tàn nhẫn độc ác như liên thị, thiếp thân không gọi nàng ta một tiếng phu nhân, là vì nàng ta thật sự không có khí độ và phẩm hạnh của tướng phủ phu nhân nên có, trưởng bối hạ ra không có ai thích nàng ta, điều này lẽ nào không đủ chứng minh nhân phẩm của nàng ta có vấn đề sao? Mộ Dung Khanh bật cười một tiếng, "Nguyệt Nhung phu nhân, tin chắc hiện nay ở trong điện cũng không ai thích ngươi, xin hỏi nhân phẩm của ngươi cũng có vấn đề sao?" Lời hôm nay Mộ Dung Khanh nói không nhiều, nhưng hai câu đều nhằm thẳng vào Nguyệt Nhung phu nhân, điều này khiến Nguyệt Nhung phu nhân rất khó chịu, cũng rất tức giận, bà ta vốn dĩ ở trong phủ kiêu ngạo thành thói, hiện nay nhất thời nổi giận, cũng quên mất phép tắc, lạnh lùng nói, "Lương gia cứ muốn nói như thế, từ xưa hôn nhân là do lệnh của phụ mẫu quyết định, Vương gia muốn lấy thương mai" còn cần người làm mẫu thân như thiếp thân vật đầu đồng ý. Thương Mai kịp thời nhắc nhở, phu nhân, mẹ ruột của ta còn chưa chết, là phu nhân của tướng phủ, hôn sự của anh nhiễm mới cần thông qua sự đồng ý của ngươi, mà hôn sự của ta, ngươi không có quyền xen vào. Hạ thừa tướng cuối cùng cũng không nhịn được, đủ rồi, nàng là kế mẫu của ngươi, ngươi sao lại nói chuyện như thế? Hoàng hậu lạnh lùng nói, kế mẫu, cái gọi là kế mẫu, kế mẫu cũng là thị thiếp của phụ thân, ở trong phủ, địa vị của thị thiếp thấp hơn chính thê và con cái của chính thê sinh ra, chỉ là thân phận ngượng ngập nữ nô tỳ nửa chủ nhân, từ khi nào đến lượt một chủ tử không phải chủ tử nô tài không phải nô tài đến hô to gọi to với đại tiểu thư. Gia giáo của tướng gia giờ mới được thấy. Lời này của Hoàng hậu thật sự không cho Hạ Thừa Tướng và Nguyệt Nhung nửa điểm mặt mũi, sắc mặt của Hạ Thừa Tướng huyết đỏ lại xanh, lông mày giật giật, tức giận nhưng không dám phát tiết, gia giáo của ông ta, quy tắc trị phủ của ông ta, há lại để người người bình phẩm. Nguyệt Nhung phu nhân càng tức đến rơi lệ, bà ta từ sau khi vào phủ sinh ra cặp nam nữ thì tự coi mình là tướng phủ phu nhân, ngay cả lão phu nhân có khi cũng nhường bà ta, hôm nay vào cung, vốn tưởng thái hậu và hoàng hậu cũng sẽ giống như người bên cạnh, coi bà ta là tướng phủ phu nhân, nhưng lại không ngờ hoàng hậu nửa điểm mặt mũi cũng không có, trực tiếp nói bà ta là thị thiếp. Dưới cơn nóng giận, bà ta đứng dậy, tức giận đùng đùng hỏi Thương Mai, nói ngươi rốt cuộc đã nói xấu gì về ta với hoàng hậu nương nương. Chương 52, lão thái hậu ba phải. Tôn công công đanh giọng quát, hỗn xược, ở Thọ An cung ở trước mặt hoàng thái hậu cũng dám bá đạo như vậy. Nguyệt Nhung phu nhân thấy một thái giám cũng dám quát bà ta, nạt người có thân phận gì, lại dám quát ta. Mai Phi cũng không ngờ Nguyệt Nhung phu nhân này lại không biết chừng mực như thế, thật sự tức quá hóa ngu, hiện nay sắp lật thuyền rồi, thật là ngàn sai vạn sai mà thân sắc của Hoàng Thái Hậu phẫn nộ, đành muốn nổi giận, liếc nhìn Mai Phi, lại ẩn nhân xuống, chỉ đanh giọng nói, nào, mời tướng ra cùng vị phu nhân không biết trời cao đất dày này ra ngoài, sau này không có sự cho phép của ai ra, không được bước vào cửa cung nửa bước. Nguyệt Nhung phu nhân lúc này định thân lại, vội quỳ xuống dập đầu, Thái Hậu nương nương bất giận, thiếp thân chỉ là nhất thời lỡ lời. Là lỡ lời hay bản tính như thế, ai ra không muốn biết, ai ra cũng khinh thường nói chuyện với loại người như ngươi, chuyện hủy hôn, nể tình thương mai lập công, ai ra không truy cứu, các ngươi xuất cung đi. Hoàng Thái Hậu trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Nguyệt Nhung phu nhân còn muốn nói gì đó, hạ thừa tướng lại kéo bà ta, thấy vẻ tức giận của bà ta, trong lòng nảy sinh một tia chán ghét, im miệng, người còn chê chưa đủ mất mặt. Nguyệt Nhung phu nhân lúc này ngây ra, bà ta từ khi bước vào tướng phủ, ông ta chưa từng lớn tiếng nói bà ta. Hạ thừa tướng mặt mày trắng bệch cúi người nói, Thái Hậu nương nương, thân cáo lui nếu hoàng thái hậu đã không truy cứu chuyện hủy hôn ông ta cũng không muốn dây dưa quá nhiều chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tránh nữ nhân ngu xuẩn nguyệt nhung này lại nói sai gì đó nữa khiến hoàng thái hậu nổi giận hạ thừa tướng trước khi đi ánh mắt phức tạp liếc nhìn thương mai thương mai không e sợ mà nhìn thẳng ông ta ánh mắt của hai cha con chạm nhau giữa không trung bắn ra tia lửa người ở đây đều nhìn thấy hoàng hậu nhíu mày trong lòng nghĩ sợ là không thể để hạ thương mai xuất cung nhanh như vậy cô tuy một thân y thuật nhưng sao đấu được hạ thừa tướng và lão phu nhân mưu kế thâm sâu đặc biệt hai người hiện nay đã chính thức giao phong tướng phủ này sợ rằng không chứa được hạ thương mai nữa rồi nghĩ đến đây nàng ta ra hiệu cho du ma ma động đậy một ngón tay du ma ma hiểu ý cúi người đi ra ngoài mộ dung khanh nhìn thấy khóe môi dần dần cong lên lộ ra nụ cười lần này nguyệt nhung phu nhân bị một trận khó chịu rồi hoàng thái hậu nhìn mai phi gương mặt nghiêm nghị nói, tâm tư của ngươi ai ra nhìn thấy rất rõ, nhân lúc cái đuôi còn chưa có lộ ra. Mau chóng giấu đi, ai ra không hy vọng nhìn thấy có lần sau. Vừa rồi bà ta ẩn nhân là vì mặt mũi của tam hoàng tử, qua ba năm nữa, tam hoàng tử phải phong vương rồi. Không muốn vào lúc này khiến người ngoài cảm thấy mẫu phi của hắn không được trọng dụng. Sắc mặt của Mai Phi tái nhợt, thân thiếp không có tâm tư nhỏ gì, Thái hậu đừng hiểu lâm thần thiếp. Chuyện hôm nay, thần thiếp cũng là bi người ta dẫn dắt, nhưng thần thiếp sau này sẽ ghi nhớ không phải chuyện thần thiếp nên quản thần thiếp sẽ không quản nữa hoàng thái hậu lạnh lùng nói cố gắng dạy dỗ tam hoàng tử dạy dỗ thằng bé cho tốt người sau này mới có phúc nó là con trai của hoàng đếm là cháu của ai ra không có ai dám ủy khuất nó nếu như người làm mẫu thân như người không biết vì nó mà tích phúc vậy thì sau này nhất định sẽ hại nó ai ra tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ta người đừng bỏ ngoài tai những lời ai ra nói Mai Phi cúi đầu, biết biện mình cũng vô ích, Thái Hậu cũng sẽ không tiếp tục tin nàng ta, chỉ đành cúi đầu, giọng nói buồn bã nói, thần thiếp biết rồi, thần thiếp cáo lui. Mai Phi trước khi đi thì liếc nhìn thương Mai, nàng ta thật sự không hiểu tại sao nhiếp chính vương lại bằng lòng lấy nữ tử như hạ thương Mai làm vợ. Nàng ta biết mình vì tiền đô của con trai mà mưu cầu lại nhiều thêm một lớp cản trở, hạ thương Mai này không dễ đối phó. Mai Phi nương nương sau khi đi rồi, Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài, hoàng đế ngã bệnh mới được bao lâu. Tâm tư của những người này đều lộ ra rồi, chỉ trách thái tử quá bình thường, văn võ đại thân mỗi người một cách nghĩ, liên cấu kết với hậu phi được hoàng tử, ai cũng muốn làm công thân, hoàng hậu phải cố gắng quản giáo thái tử, nếu không vị trí thái tử này không biết khi nào sẽ bị người ta đoạt mất, hoàng hậu như ngươi sẽ khóc đó. Lời hoàng thái hậu nói hôm nay rất lăng lệ, ở trước mặt mộ dung khanh và hạ thương mai nửa điểm mặt mũi cũng không có cho hoàng hậu và mai phi. Mai Phi lòng đẩy oán hận rời đi, nhưng Hoàng hậu lại hiểu chân lý trong mỗi câu nói của Hoàng Thái hậu, thái tử quá bình thường, người trong chiều coi trọng hắn không nhiều, vì thế mới có chuyện Mai Phi ngày hôm nay. Hoàng hậu nói, lời của mẫu hậu nói rất có lý, thần thiếp biết nên làm như thế nào rồi. Hoàng Thái hậu nói xong với Hoàng hậu, lại nhìn mộ dung khanh, khẽ thở dài, con tuy có tài của người làm đế vương, nhưng lại không có số làm đế vương, trong chiều sóng gió nhiều thay đổi, con làm hoàng thúc thì phải cố gắng giúp đỡ cháu trai của con, đừng để nó bị cô lập." Người hoàng thái hậu nói là cháu trai chứ không phải thái tử, điều này khiến Thương Mai nghe giống như có chút huyền cơ. Chẳng lẽ ngay cả hoàng thái hậu cũng không nhìn chúng thái tử? Nhưng hiện nay người có thể ngồi lên vị trí thái tử, trừ Tam hoàng tử do Mai phi sinh thì chỉ có lương vương điện hạ thôi. Mộ Dung Khanh nghe thấy lời này của hoàng thái hậu, mặt mày tùy ý nói, con trai không có năng lực này vẫn là đợi hoàng huynh khỏe lại tiếp tục dạy thái tử đi. Thân sắc của hoàng thái hậu hơi thay đổi, trong mắt đột nhiên phủ một tầng sương mù, giọng nói trở nên trầm thấp yêu thương, hoàng huynh của con hắn không khỏe lại được rồi. Mộ Dung Khanh nhàn nhạt liếc nhìn Thương Mai, mẫu hậu, thời nay không như ngày trước, hiện nay có một vị đại phu ở đây. Thương Mai thấy hơi lạ nhìn Mộ Dung Khanh, chàng hình như muốn tiến cử mình chữa trị cho hoàng thượng với hoàng thái hậu, nhưng chuyện này chàng không thể làm chủ sao? Cô đương nhiên không muốn đi chữa trị cho hoàng thượng, dù sao hoàng thượng bệnh nặng đã lâu, cũng không biết là mắc bệnh gì, cô không chắc có thể chữa khỏi cho hoàng thượng, nếu như trong lúc cô chữa trị hoàng thượng xảy ra chuyện, cô sẽ gặp họa sát thân. Cô chỉ thấy lạ, Nhiếp chính vương ở trên vấn đề chữa trị cho lương vương, luôn tự làm, kiên trì để cô chữa trị, ngay cả hoàng thái hậu cũng phản đối, thì có thể chứng minh hoàng thượng cho chàng quyền lực rất lớn. Nói như thế chàng có thể làm chủ chữa trị cho hoàng thượng nhưng chàng vừa rồi nói đùa rõ ràng là đang trưng cầu sự đồng ý của hoàng thái hậu thương mai nhìn hoàng thái hậu chỉ thấy bà ta khẽ lắc đầu có hơi khó xử sau đó nói hai đứa về đi ai ra cũng mệt rồi thái độ này càng khiến thương mai cảm thấy ngạc nhiên không thôi hoàng thái hậu thậm chí không có chính diện trả lời vấn đề hoàng hậu lập tức đứng dậy cáo lui mẫu hậu nghỉ ngơi trước thần thiếp trở về xem a toàn hoàng thái hậu nhìn nàng ta có hơi muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn khoát tay, đi đi. Thế lực của Hoàng hậu đã như mặt trời giữa trưa, bà ta nói gì, Hoàng hậu đều tự có chủ trương, vừa rồi du ma ma rời khỏi, bà ta liên biết có chuyện gì rồi. Cũng tốt, cho người của tướng phủ đó biết một chút lợi hại, dừng có dây vào lửa. Thương Mai rõ ràng nhìn thấy sự thất vọng lộ ra trên mặt của mộ dung khanh, mặc dù ý cười trên môi không nhạt đi, đáy mắt lại không có một chút ý cười, thậm chí có một chút mệt mỏi và lạc lõng. Trải qua chuyện ngày hôm nay, Thượng Mai cũng cảm thấy Hoàng Thái Hậu không có bá đạo như trong tưởng tượng, thậm chí hôm nay bà ta vốn có thể xử lý Nguyệt Nhung phu nhân, dù sao ở trong thọ an cung mà hỗn sược như thế, thân làm Thái Hậu đương chiều, bà ta nếu như há chỉ trừng trị, một chút cũng không quá đáng. Nhưng, Hoàng Thái Hậu lại giống như trung gian hóa giải quan hệ giữa ba bên. Thượng Mai trong lòng hiểu rõ, bà ta không phải sợ chuyện, bà ta chỉ là cố gắng hết sức, bảo vệ sự hòa bình bên ngoài trong triều và hậu cung mà thôi. Muốn một lão thái hậu làm như thế, có thể thay thế cục trong triều, thật ra đã dần dần chuyển sang giai đoạn nhạy cảm. chương 53, Thủ đoạn của Hoàng hậu Hạ thừa tướng và Nguyệt Nhung phu nhân sau khi ra khỏi thọ an cung, du ma ma liên đuổi theo. Phu nhân, Hoàng hậu nương nương mời người đến tĩnh Ninh Cung uống trà. Tĩnh Ninh Cung là cung điện của Hoàng hậu, Nguyệt Nhung phu nhân tự nhiên biết hạ thừa tướng cảnh giác nhìn du ma ma hoàng hậu nương nương có nói có chuyện gì không du ma ma cười nói không có chỉ nói muốn uống chả nói chuyện hạ thừa tướng nghĩ một lát vậy bổn tướng cũng đi cùng du ma ma khom người tướng ra về trước đi hoàng hậu nương nương cùng phu nhân nói chuyện là chuyện của nữ nhân tương gia không tiện ở mặt nguyệt nhung phu nhân tự biết hoàng hậu đơn độc giữ bà ta lại tuyệt đối không thể đơn thuần chỉ để nói chuyện bà ta nghĩ vừa rồi ở trong cung của Hoàng Thái Hậu mình lỡ miệng, liệu có phải Hoàng Hậu muốn hỏi tội bà ta? Nhưng Hoàng Thái Hậu đều không hỏi tội, Hoàng Hậu có thể nói gì chứ? Bà ta kéo tay áo của Hạ Thừa Tướng, lo lắng nói, tướng ra, thiếp thân không thể một mình đến tĩnh Ninh Cung, hay là, ngài bảo Mai Phi nương nương đi cùng thiếp thân đi. Hạ Thừa Tướng nói, được, nàng đi cùng Du Ma Ma trước, bổn tướng ở tìm Mai Phi nương nương. Du Ma Ma mỉm cười, ánh mắt lại xuất hiện tia lạnh lẽo, tướng Gia Vân đừng đến đi làm phiên mai phi nương nương. Hạ thừa tướng mỉm cười đáp lại, nữ nhân ra sợ chuyện, có người thân đi cùng cũng là chuyện tốt. Dù ma ma nhàn nhạt nói, vậy thì tùy tướng ra, chỉ là, một tiếng người thân này lại không khỏi khiến nô tỳ nhớ đến, thật ra hạ đại tiểu thư và tướng ra cũng là người thân. Nguyệt Nhung phu nhân hôm nay thật sự chịu đủ rồi, ở trong thọ an cung của Thái Hậu, nhiếp chính vương đâu đâu cũng nhằm vào bà ta, ngay cả một nô tài bên cạnh Hoàng thái hậu cũng dám quát bà ta, hiện nay Du ma ma bên cạnh Hoàng hậu lại nói lời tương tự, cục tức này ở trong phủ bà ta đâu từng chịu qua. Cô nhìn Du ma ma, lạnh lùng nói, Hoàng thái hậu còn không hỏi chuyện nhà của tướng phủ, một nô tài như ngươi lại dám bàn chuyện nhà của đại thân. Ngươi có mấy cái đầu để chặt. Du ma ma không tức ngược lại còn cười, đầu của nô tỳ ở đây, phu nhân thật sự muốn lấy đi, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi. Nguyệt Nhung phu nhân tức giận, người sao dám coi thường ta như vậy? Ta tốt xấu gì cũng là thừa tướng phu nhân." Hứa thừa tướng nhìn mặt mày vặn vẹo đó của Nguyệt Nhung phu nhân, tia chán ghét trong đáy lòng lại tăng lên, thật ra ông ta trước đây không cảm thấy mình tìm một nữ nhân thông minh, khi quen bà ta, bà ta đặc biệt tài tình, tranh vẽ rất đẹp, sau này nói vì sợ Liên thị đố kỵ, thề cất bút không vẽ nữa, ông ta cũng chỉ cảm thấy bà ta độ lượng, vì ông ta mà từ bỏ rất nhiều thứ vì thế về sau trong cuộc sống dung túng bà ta biểu hiện của bà ta cũng không có quá khiến ông ta hài lòng nhưng nể tình bà ta sinh cho ông ta con trai con gái lại từ bỏ sở trường vẽ tranh của mình ông ta cảm thấy có thể hiểu và nhẫn nhịn nhưng hôm nay hoàng thái hậu lại nói bà ta so sánh với liên thị liên thị hơn bà ta gấp trăm lần ông ta lập tức chịu không được nam nhân chính là như thế bản thân ông ta thế nào cảm thấy đều không vấn đề nhưng người bên cạnh vừa nói đặc biệt là người có địa vị cao hơn ông ta vừa nói, trong lòng ông ta bắt đầu xuất hiện sự khác thường. Được, thừa tướng phu nhân, mời. Su ma chế diễu nói. Nguyệt Nhung phu nhân lại ương bướng nói, không, ta không đi, hoàng hậu nương nương nếu như có chuyện gì, liên cho người đến phủ tuyên chỉ đi. Hạ thừa tướng kéo Nguyệt Nhung phu nhân ra, đè thấp giọng cảnh cáo, nàng hôm nay tuyệt đối không được đắc tội với hoàng hậu, nếu không, oanh nhiễm đừng mơ gả cho thái tử nguyệt nhung phu nhân nhất thời không ngờ tới điểm này nghe thấy lời này của hạ thừa tướng bà ta có hơi hoảng vậy làm sao mới tốt hạ thừa tướng nghĩ một lát hôm nay nàng nhất định phải chiếu chút ủy khuất đi đi lương hoàng hậu cũng sẽ không làm gì nàng cả ta lập tức đi tìm mai phi nương nương kêu nàng ta qua đó có mai phi nương nương hoàng hậu chắc sẽ có hơi kiêng kỳ nhưng nguyệt nhung phu nhân trong lòng hơi hoảng nhưng suy nghĩ thì lại cảm thấy có gì mà phải hoảng Đến Hoàng Thái Hậu vừa rồi cũng nói không truy cứu chuyện hủy hôn, vậy Hoàng Hậu cũng không thể vì thế mà làm khó bà ta. Gọi bà ta đến, nhiều nhất chỉ dăn dậy một trận, bà ta nhịn là được. Vậy được, thiếp thân đi, Nguyệt Nhung phu nhân nói. Bà ta xoay người, nhìn Du Ma Ma, kiêu ngạo nói, đi thôi, dẫn đường đi. Du Ma Ma cúi người, rất mỉa mai nói, tướng gia phu nhân, mời. Hạ thừa tướng vô cùng tức giận, nhưng lại không thể xả ra, chỉ đang lạnh lùng phất áo mà đi. Hạ thừa tướng sau khi đi rồi, Du Ma Ma lại đứng thẳng người, nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, hoàng hậu có lệnh, trong một tháng này quan âm xuống trần sẽ vì hoàng thái hậu cầu phúc, nhưng phàm là nữ quyến vào cung, đều phải ba quỷ chín lại đến tĩnh ninh cung. Nguyệt Nhung phu nhân nghe thấy lời này thì thức phát điên, cầu phúc tại sao phải ba quỷ chín lấy đến tĩnh ninh cung. Đây rõ ràng là đang làm khó người khác. Du Ma Ma biểu cảm điềm nhiên nói, không phải nhầm vào phu nhân, năm đại tiểu thư vào cung, cũng ba quỷ chín lại đến tĩnh ninh cung, hơn nữa từ cửa cung quỷ vào, chuyện này thiết nghĩ phu nhân cũng biết, ngay cả đại tiểu thư cũng phải như thế vào cung, thân là thị thiết, có thể có đặc quyền sao? Dù ma ma cố tình nhấn mạnh hai chữ phu nhân, rõ ràng mang theo sự mỉa mai. Ngươi, Nguyệt Nhung phu nhân tức đến nỗi mặt mày tái xanh, nhưng thế nào cũng không muốn quỳ nắm chặt tay nói ta không quỳ trừ phi hoàng hậu đích thân hạ lệnh. Su ma ma nói, nô tỳ chính là thay hoàng hậu nương nương hạ lệnh, đây là ý của hoàng hậu nương nương, phu nhân không bằng lòng, có phải không muốn cầu phúc cho hoàng thái hậu không? Nếu là như thế, nô tỳ trở về bẩm báo với hoàng hậu nương nương là được. Nguyệt Nhung phu nhân đâu dám để bà ta đi nói lời này với thái hậu. Căn răng quỳ xuống, được, nếu là vì câu phúc cho hoàng thái hậu, ta cảm tâm tình nguyện. Ba quỳ chín lại này, dù ma ma triệt để chấp hành, dựa vào tiêu chuẩn hôm thương mai vào cung quỳ lại đi yêu cầu Nguyệt Nhung phu nhân. Nguyệt Nhung phu nhân vô cùng tức giận, dường như sắp rơi nước mắt, bà ta còn chưa từng ủy khuất như thế. Hoàng hậu đã về tính ninh cung trước một bước, khi nàng ta về đến, xa xa nhìn thấy Nguyệt Nhung phu nhân đang quỳ bái đi vào. Nàng ta đứng ở hành lang, lạnh lùng nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, hỏi thương mai ở bên cạnh biết bổn cung tại sao muốn làm như thế không. Ánh mắt của thương mai nhìn về phía bà ta, nhưng cô cảm thấy hoàng hậu làm như thế không có ý nghĩa gì cả, ở trong cung trị bà ta, bà ta về phủ vẫn độc ác như thế. Biết, nương nương đang chúc giận thay cho thân nữ thương mai nói. Hoàng hậu lại khẽ lắc đầu, không, lấy tính cách của nàng ta, bổn cung ở đây chúc giận cho người cũng vô dụng. Bổn cung phải để phụ thân ngươi nhìn thấy, mẫu thân của ngươi đã vượt xa bà ta. Thần nữ không hiểu, thương mai thấy hơi khó hiểu. Đáy mắt của hoàng hậu có tia lạnh lẽo, chị người phải trị tâm thương mai vẫn có hơi không hiểu nghi hoặc nhìn sang hoàng hậu hoàng hậu ngẩng đầu hỏi cô người có biết chuyện giữa phụ thân của ngươi với nguyệt nhung không thương mai nói không quá rõ nhưng nghe nói ngưỡng mộ tài năng của trần nguyệt nhung hoàng hậu cười lạnh trần nguyệt nhung có tài gì chứ người ở trong phủ nhiều năm nhìn thấy chưa năm đó phụ thân ngươi bị một bức tranh thu hút bức tranh đó không phải trần nguyệt nhung vẽ mà là mẫu thân của ngươi vẽ thương mai a à một tiếng thật sự kinh ngạc, chuyện này cô thật sự không biết. chương 54, đá kích của Hạ Thừa Tướng. Hoàng hậu xoay người đi vào điện, nói, người nấp sau bức bình phong đi, bổn cung sẽ khiến người nhìn rõ, tài năng của Trần Nguyệt Nhung rốt cuộc khinh người cỡ nào. Hoàng hậu ngồi xuống, vừa uống một ngụm trà, dù ma ma liên dẫn Trần Nguyệt Nhung đi vào. Quỳ lại một đoạn đường, khiến chán của bà ta sưng một cục, bắt đầu chảy máu, có chút đứng không vững hoàng hậu liếc nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, gọi Du Ma Ma lại, ghé bên tai bà ta khẽ nói một câu, Du Ma Ma xoay người đi ra ngoài. Hạ thừa tướng kéo Mai Phi đến, Mai Phi vốn không muốn, nhưng hạ thừa tướng nói một câu với nàng ta, Mai Phi châm tư một lúc, bèn đến. Nhưng đến tĩnh Ninh Cung, Du Ma Ma lại ở cửa ngăn lại, nói, Mai Phi nương nương, thừa tướng, hai vị xin đến Tây Sương uống trà, nương nương có lời muốn nói với phu nhân. Mai Phi sững ra, Tính Ninh cung là nơi cô thường đến, biết điện của Tây Sương có thể từ trong rèm châu nhìn thấy tất cả chính điện. Trong hồ lô của hoàng hậu rốt cuộc bán thuốc gì đây? Nàng ta với hạ thừa tướng liếc nhìn nhau, đi theo Du ma ma đến Tây Sương. Tây Sương và chính điện thật ra cách một tầng rèm châu, nhưng đằng sau rèm châu có một tấm gấm đen, cho nên người trong chính điện không nhìn thấy Tây Sương. Du ma ma sau khi dẫn hai người đi vào thì rời khỏi, Mai Phi vội vén tấm rèm nhìn xuyên qua rèm châu. Mọi thứ trong chính điện đập vào mắt, đoạn đối thoại cũng lọt vào trong tai. Hoàng hậu đích thân đỡ Nguyệt Nhung phu nhân lên, mỉm cười nói, phu nhân, bổn cung mạo muội mời ngươi qua đây, muốn cầu ngươi một chuyện. Nguyệt Nhung phu nhân đối với thái độ của Hoàng hậu có hơi mờ mịt, nhưng cũng không đắc tội, nói, Hoàng hậu nương nương có gì căn dặn cứ việc nói. Hoàng hậu vây vẫy tay, kêu người lấy ra một bức tranh cuốn, từ từ trải ra trước mặt Nguyệt Nhung phu nhân. Nguyệt Nhung phu nhân xứng ra, bức tranh cuộn này, bà ta nhận ra là bà ta năm đó tặng cho Hạ Thừa Tướng, Hạ Thừa Tướng cũng bị bức tranh này hấp dẫn hai người mới ở bên nhau. Đây là một bức tranh sơn thủy, không phải phác họa, toàn bộ đều có màu sắc, tông màu sử dụng rất tốt, hơn nữa, tông màu này hiện nay họa sư trong cung cũng không phối ra được. Loại màu này là đặc chế. Hạ Thừa Tướng cũng nhìn thấy bức tranh này, nhớ đến chuyện với Nguyệt Nhung phu nhân, tia chán ghét trước đó dâng lên bị sự ngọt ngào trong quá khứ xóa tan, đến nay nhìn thấy bức tranh này, vẫn cảm thấy chấn kinh không thôi. Vẽ đẹp không cần nói, nhưng màu sắc sử dụng thật sự độc nhất vô nhị, bức tranh này trải ra, khiến người ta rừng rừng thấy mình trong đó, núi xanh nước biếc, chim nhỏ tung cánh bay, hoa nở hoa rơi, hình tượng sinh động, ban đầu chính bức tranh này, lập tức khiến ông ta kinh diễm. Chỉ là bức tranh này luôn giấu trong kho, sao lại trong tay của hoàng hậu hạ thừa tướng tự nhiên không biết, bức tranh này là hạ oanh nhiễm từ trong kho trộm ra tặng cho thái tử, thái tử không yêu thư họa, liên tặng cho hoàng hậu, hoàng hậu lệnh cho học sĩ giám sát, bức tranh này là cho tài nữ liên thị vẽ ra. Bồn cung nghe nói, bức tranh này là năm đó phu nhân tặng cho tướng ra. Ngữ khí hoàng hậu không ngừng tán thưởng, họa sư trong cung, thật sự không so được. Thần sắc Nguyệt Nhung phu nhân có hơi đắc ý, hoàng hậu nương nương quá khen rồi, Bức tranh này chẳng qua là thiếp thân tùy ý vẽ, không tính là tác phẩm kinh thế." Hoàng hậu mở to mắt, tùy ý mà vẽ ra bức tranh chất lượng cao như vậy, nếu chuyên tâm một chút, há không phải càng kinh diễm hay sao? Tài năng của phu nhân thật sự không phải Liên thị có thể so sánh. Nguyệt Nhung phu nhân quấn sợi tóc vừa rồi lúc quỳ lại rơi xuống, trên mặt mang theo nụ cười, nương nương quá khen, chỉ là thiếp thân cũng khinh thường so sánh với Liên thị. Hoàng hậu cười cười, nói như thế, bức tranh này thật sự là do chính tay phu nhân vẽ ra. Nguyệt Nhung phu nhân không hề do dự nói, nương nương, đây là điều chắc chắn, chỉ là thiếp thân trước đã thê không vẽ nữa. Hoàng hậu nghe thấy lời này, bồng gơ bức tranh cuộn ra, đanh giọng nói, người đâu, bắt lấy kẻ loạn thần tặc tử muốn lập đổ vương triều đại chu ta lại. Nguyệt Nhung phu nhân xứ người, ngơ ngác nhìn hai thị vệ từ ngoài điện xông vào, thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, Vừa rồi còn nói về bức tranh, thế nào đột nhiên dính đến loạn thần tặc tử rồi. Hạ thừa tướng ở Tây Sương muốn xông ra, nhưng lại Mai Phi nhìn ra mà ngăn lại, Mai Phi lắc đầu với ông ta, không thể ra ngoài. Hạ thừa tướng cũng cảm thấy sự việc có hơi quỷ dị, bèn đứng lại, nhìn sự phát triển phía sau. Hai thị vệ bắt lấy Nguyệt Nhung phu nhân, Nguyệt Nhung phu nhân hét lên, nương nương, đây là có ý gì? Thiếp thân sao lại là loạn thần tặc tử? Hoàng hậu lạnh mặt lệnh người trải bức tranh ra lần nữa, chỉ vào bông hoa dưới góc bên phải, đanh giọng nói còn nói không phải loạn thần tạc tư. Bức tranh này, hoa lê nở, hoa mộc cần tàn, ẩn giấu lòng mưu phản, hoa lê ẩn chỉ lý hoa, mộ dung ra từ trong tay lý ra đoạt thiên hạ, mà trong chữ của Thái Tổ, có một chữ cần, hiện nay ngươi vẽ hoa mộc cần tàn hoa lê nở, không phải có ý muốn lật đổ triều đình. Người dám nói người không phải loạn thần tạc tư. Nguyệt Nhung phu nhân bị dọa cho hồn bay phách tán, vội rằng khỏi tay thị vệ quỳ trên đất run rẩy nói hoàng hậu nương nương minh giám thân thiếp đã che giấu bức tranh này không phải do thân thiếp vẽ là liên thị vẽ lật đổ triều đình là tội chết bà ta sao có thể gánh được vừa dứt lời thương mai nấp đằng sau bức bình phong dần dần lộ ra ý cười thì ra là như thế bức tranh này quả thật là tác phẩm của mẫu thân chỉ là ban đầu nguyệt nhung phu nhân làm sao lấy được bức tranh này mà mẫu thân chưa từng thấy bức tranh này trong tay bà ta hơn nữa tại sao bức tranh này lại rơi vào trong tay của hoàng hậu thương mai cũng hiểu dụng ý của hoàng hậu cô biết hạ thừa tướng nhất định cũng nấp ở đâu đó không xa một màn này ông ta đều có thể nhìn thấy ấn tượng về trần nguyệt nhung trong lòng ông ta sụp đổ ông ta sẽ từ từ sinh lòng căm ghét cho dù sẽ không nhất thời không trở mặt thì cũng là vết rách khó lành trong quá trình này cô và mẫu thân ở trong phủ còn một đường sinh cơ bởi vì Nguyệt Nhung phu nhân muốn nghĩ cách lấy được trái tim của hạ thừa tướng, tự nhiên không có bao nhiêu tinh lực đi đối phó bọn họ. Hoàng hậu sẽ không hoàn toàn giải quyết hiểm cảnh của cô, bởi vì hoàng hậu chỉ muốn lợi dụng cô chữa bệnh cho lương vương, mà thứ nàng ta cần đảm bảo là sự an toàn tạm thời của cô, một khi chữa khỏi cho lương vương, cô sống hay chết, hoàng hậu đều sẽ không quản nữa. Thương Mai càng hiểu thêm, đó chính là sau khi hôn sự của cô và Nhiếp chính vương được định xuống mũi súng của hoàng hậu nhất định cũng sẽ nhắm vào cô, cho nên, nàng ta hôm nay chắc chắn sẽ giữ lại Nguyệt Nhung phu nhân, mượn tay của Nguyệt Nhung phu nhân áp chết cô. Mặt mày của hạ thừa tướng đen kịt, ông ta gần như không thể tin vào những gì mình nghe thấy, ông ta vô thức kháng cự sự thật này, thậm chí còn quay đầu đi ra. Tin tức này đối với ông ta mà nói quá sốc, so với chuyện hạ thương mai gả cho nhiếp chính vương còn sốc hơn, sự tự mãn suốt gần 20 năm nay của ông ta bỗng trở nên thành trò cười ông ta cho rằng nữ tử có tài nhất thiên hạ, ủy khuất làm thiếp của ông ta. Ông trước đây luôn cho rằng liên thị nối danh từ sớm, có lẽ là do người khác thổi phồng, thật ra chỉ được cái danh cái tiếng, ông ta thậm chí cảm thấy bản thân năm đó điên cuồng theo đuổi liên thị là do bên ngoài tác động vào. Sau khi nhìn thấy bức tranh này của Trần Nguyệt Nhung, ông ta mới biết tài nữ thật sự đều khiêm tốn châm ổn, chứ không giống như liên thị, cắm đầu vào trong vòng danh lợi chương 55, bức tranh của liên thị. Hoàng hậu nghe thấy lời này, giơ tay đuổi thị vệ đi rồi nhìn chầm chầm vào Nguyệt Nhung phu nhân mà hỏi, người nói cái gì chứ, là bức tranh của liên thị. Sao bức tranh của liên thị lại ở trong tay của ngươi hả, tại sao lại trở thành lễ vật của ngươi đưa cho hạ thừa tướng? Hoàng hậu nương nương, chuyện này là sự thật 100%, bức tranh này là của liên thị đã vẽ, vốn dĩ là của liên thị tặng cho an thân vương. Ngày hôm đó nô tỳ của liên thị bị thần thiếp đón mua lại bức tranh này, cuối cùng liền rơi vào trong tay của thần thiếp. Nguyệt Nhung phu nhân chỉ cần hoàng hậu có thể tin lời của bà ta, vậy thì không cần phải quan tâm cái gì nữa. Hoàng hậu tức giận nói, nói bậy, bức tranh này sao lại tặng cho an thân vương được chứ, liên thị gả cho thừa tướng rồi, người nói nàng ta tặng bức tranh này cho an thân vương, chẳng phải nói rằng nàng ta làm chuyện sai trái. Người thật sự là đến chết không đổi mà, đến nay còn muốn vụ oan cho liên thị nữa. Không, không phải vậy, Nguyệt Nhung phu nhân nhìn thấy hoàng hậu vẫn còn tức giận như cũ, vội vàng giải thích nói, bức tranh này không phải là tín vật định ước, thần thiếp nghe nô tỳ ở bên cạnh của liên thị nói rằng bức tranh này là liên thị tặng cho an thân vương, ngụ ý là muốn thông báo cho an thân vương biết rằng nàng ta đã tìm được cái cảnh tốt rồi, kêu an thân vương không cần phải chờ đợi nàng ta nữa. Nguyệt Nhung phu nhân sợ là hoàng hậu không tin, liền bò qua chỉ chỉ vào con chim bói cá ở bên trong bức tranh, nếu như hoàng hậu không tin, vậy thì mời hoàng hậu xem cái này, con chim bói cá này chính là liên thị, khuê danh của liên thị chính là liên thúy ngữ, mà chim bói cá rơi xuống một gốc cây hòe, nó đang ám chỉ tướng ra hạ hòe quân, những cái hoa cỏ khác, hoa lý, hoa dâm bụt gì gì đó, có phải đang có mưu phản lật đổ triều đình hay không thì thần thiếp thật sự không biết. Hoàng hậu lạnh lùng nói, cứ tiếp tục giảo biện nữa đi, bây giờ ngươi có thể đẩy tội qua cho liên thị, ở trong cung hoàng thái hậu ngươi đã nói là không thích nàng ta, chuyện hạ thương mai hối hôn, ngươi cũng đẩy lên trên người của nàng ta. Ngươi thật sự cho rằng bổn cung là kẻ ngu à? Ngươi không chấp nhận mình đã nói dối chuyện này, vậy thì trước tiên bổn cung sẽ xử lý ngươi, sau đó sẽ giao cho Nhiếp Chính Vương chỉ tội ngươi phản nghịch. Trần Nguyệt Nhung quả thật đã bị dọa sợ rồi, ngày hôm nay Nhiếp Chính Vương đã mở miệng trách tội bà ta hai lần, nếu như lại giao bà ta cho Nhiếp Chính Vương, vậy thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Bà ta bò lên phía trước, dùng sức đập đầu, cả người run rẩy giải thích nói, Hoàng hậu nương nương thần thiếp thật sự không vô oan cho liên thị, đây đúng là chuyện mà liên thị đã làm. Không sai, chuyện hạ thương mai hối hôn có liên quan với thần thiếp, thần thiếp không phải là không muốn gả oanh nhiễm cho lương vương, chỉ là thái tử điện hạ thích oanh nhiễm trước, cho nên thần thiếp cũng không có cách nào khác. Hoàng hậu nghe thấy lời nói này, trong đáy mắt sinh ra sự phẫn nộ, bà ta nghiêm túc ra lệnh, còn dám rảo biện nữa, người đâu, phả miệng cho bổn cung. ma ma nhanh chân bước vào trong điện, Dường như là đã chuẩn bị từ lâu, lấy từ trong ống tay áo ra một cái tấm ván gỗ phẳng, tấm ván này đặc biệt được dùng để trừng phạt những cung nữ và thái giám phạm sai lầm, đánh mấy cái cả miệng cũng bị đánh cho sưng lên. Suma Ma vốn dĩ rất căm hận Nguyệt Nhung Phu Nhân đã vô lễ với bà ta ở trong tướng phủ, bây giờ chỉ cần có mệnh lệnh của Hoàng hậu Nương Nương, một phát bắt được cổ áo của Nguyệt Nhung Phu Nhân, nắm cho thật chặt, tay phải cầm gậy đánh, nhắm vào gương mặt của Nguyệt Nhung Phu Nhân mà đánh xuống tiếng hét lên như là heo bị giết, hạ thừa tướng ở trong tây phòng cũng phải cảm thấy mất mặt, trong lòng của ông ta tản ra cảm giác bị làm nhục. Chỉ cảm thấy nữ nhân này rất ngu xuẩn, ngay cả kế sách dương đông kích tây của hoàng hậu mà cũng không nhìn ra. Lúc nãy bà ta đã thừa nhận chuyện hối hôn có liên quan đến bà ta, còn nói thẳng ra là thái tử thích oanh nhiễm, dưới loại tình huống này lại nói ra chuyện này, sao hoàng hậu lại không ghét cho được. Hạ thừa tướng cũng hiểu, hoàng thái hậu muốn giàn xếp ổn thỏa, nhưng mà hoàng hậu lại không phải vậy. Đã sớm biết lòng giả của hoàng hậu nhỏ nhen, có thù tật báo, buồn cười nhất chính là ông ta còn tưởng rằng chuyện này sẽ trôi qua như vậy. Từ sau khi Nhiếp Chính Vương có ý cho người loan tin ra ngoài, để cho bọn họ hốt hoảng tiến cung thỉnh tội, kế hoạch liên tiếp này đều nằm trong dự liệu của Nhiếp Chính Vương, hắn ta lại muốn ra mặt vì tiểu tiện nhân đó. Hận ý trong lòng của Hạ thừa tướng đối với Hạ Thương Mai càng sâu hơn một tầng. Đánh được 13 cái nguyệt nhung phu nhân bị choáng cả đầu óc gần như là ngất xỉu trên mặt đất su ma ma buông bà ta ra bà ta liền trượt xuống mặt đất gương mặt sưng phù lên ngay cả môi cũng sưng đỏ có máu tươi tràn ra từ khóe miệng mái tóc búi lại xả ra lung tung không thể nói được thê thảm tới bao nhiêu thương mai ở phía sau nhìn xem trên mặt không có biểu cảm gì không phải là cô ra tay cô thậm chí không cảm thấy hả giận mùi máu tươi ở trong điện làm cho cô nhớ đến khoảnh khắc mà cô xuyên qua, trong đầu quanh quẩn tiếng khóc thút thiết thê thảm tuyệt vọng của nguyên chủ, một cuộc sống tươi mới đã bị mất vào trong tay của Nguyệt Nhung Phu Nhân và Thái tử Mộ Dung Trịnh. Cô đã thể nhất định sẽ báo thù cho nguyên chủ. Nguyệt Nhung Phu Nhân nằm sắp ở trên mặt đất, khóc hết sức khó coi, Hoàng hậu nương nương, xin người hãy tin tưởng thần thiếp, bức tranh này quả thật là của Liên Thị. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, được rồi, nếu như ngươi đã nói là của Liên Thị, vậy thì bổn cung sẽ để nàng ấy vào cung để đối chất với ngươi. Trong lòng của Nguyệt Nhung phu nhân thầm kêu khổ rồi, bây giờ liên thị làm gì chịu đồng ý thừa nhận bức tranh đó là do nàng ta đã làm. Hơn nữa chuyện này vỡ ra, tướng ra tất nhiên sẽ tức giận nói bà ta dở trò dối trá. Nhưng mà chuyện cho đến bây giờ, còn có cách nào khác? Lúc dù ma ma xuất cung đi đón liên thị, hoàng hậu ra lệnh tạm thời giam Nguyệt Nhung phu nhân có dã tâm mưu phản vào trong bạo thất khuôn mặt của hạ thừa tướng tái nhợt, giam vào trong bạo thất. Cho dù có thể sống sót ra ngoài thì cũng đã mất đi nửa cái mạng. Mai phi nhìn đến đây đã muốn rời đi. Hạ thừa tướng cắn răng nói: Nương nương, cho dù là như thế nào thì bây giờ nàng ta cũng là người của tướng phủ thần, mong người có thể nhân nhượng, giúp thần lần này. Mai phi nhìn ông ta, mắt của ngươi là mắt gì vậy hả? Liên thị tốt hơn nàng ta gấp nghìn lần, một nữ nhân như vậy ngươi coi như là bảo bối mà sủng ái vài chục năm bây giờ bổn cung cũng có thể hiểu được tại sao liên thị lạnh nhạt với ngươi rồi. Gương mặt của hạ thừa tướng âm trầm, thần đã biết, nhưng mà xin nương nương hãy xem xét tiền đồ của tam hoàng tử mà giúp thần lần này, nếu như nàng ấy bị mang tội mưu phản, thần cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên bức tranh này không tính là thật giả, đều phải là của liên thị vẽ. Cho dù cuối cùng có chứng minh bức tranh này là rõ liên thị đã vẽ, người cũng sẽ bị liên lụy thôi. Mai Phi nhắc nhở ông ta, hạ thừa tướng trầm mặc cả nửa ngày ở trong chiều có một nửa quan viên đều hâm mộ sự tài tình của nàng ta nàng ta sẽ không có tội được đâu sẽ có người giúp đỡ nàng ta an thân vương đứng mũi chịu xào sẽ không để cho nàng ta có tội bởi vì vậy bức họa này là đưa cho an thân vương mai phi giật mình không ngờ đến ông ta lại có thể nói ra những lời này mặc dù là mai phi không thích liên thị nhưng mà cũng không nhịn được mà cảm thấy đau lòng thay cho bà ta bức họa này Mai Phi nhịn không được mà nói, người đã nghe lời của Trần Nguyệt Nhung nói liên thị vào ngày hôm đó đã nghĩ bản thân tìm được ngôi nhà. Mai Phi dừng lại, bởi vì bà ta cảm thấy dựa vào thân phận này của bà ta mà nói ra câu nói này, thật là một chút y tứ cũng không có. Chỉ là một loại cam tức khi cùng là nữ nhân với nhau. Hạ thừa tướng không nói chuyện, ngày hôm nay ông ta nhận phải đã kích quá lớn, không có cách nào làm theo suy nghĩ của mình. Ông ta cưới liên thị, Ông ta đã từng cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà kể từ khi Nguyệt Nhung nhập phủ, bà ta liền thay đổi mọi thứ, lạnh lùng xa cách, bà ta thật sự cho rằng cả đời này ông ta cũng chỉ coi trọng một mình bà ta ư? Cho dù là những nam tử tầm thường đều có tam thê tứ thiếp, ông ta là thừa tướng đương triều, chỉ có một thê một thiếp, đó là chuyện hiếm thấy. Bà ta không biết thỏa mãn. Chương 56: Liên thị vào cung. Mai Phi và hạ thừa tướng mở tấm màn hạt bước ra ngoài. Mai Phi nói khẽ, nương nương cần gì phải làm vậy, Trần Nguyệt Nhung không mưu đồ làm phản đâu. Hoàng hậu lạnh nhạt liếc nhìn hai người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi ở trên mặt của hạ thừa tướng, hôm nay ba người các ngươi chuẩn bị cho bổn cung một tuồng kịch hay như vậy, bổn cung há có thể không đáp lễ lại. Hạ thừa tướng quỳ xuống, thần có tội thì nên nhận chừng trị là chuyện phải có, không có tự nhiên đâm ngang, nếu như chuyện này liên lụy đến liên thị, nhất định sẽ làm kinh động rất nhiều người. Bổn cung còn không sợ làm kinh động nhiều người như vậy, mai phi người thì sợ cái gì chứ? Thật là kỳ quái mà các người sợ đụng tới liên thị, vậy tại sao ngày hôm nay lại đổ hết tất cả lên người của liên thị? Là cảm thấy hoàng thất sẽ không dám công khai chuyện này ư? Hay là cảm thấy các người có thể giấu giếm được người trong thiên hạ? Ngày hôm đó ở cổng tướng phủ, hạ thương mai đã lấy thư bỏ vợ ra, các người đã khiến cho dân chúng phẫn nộ không có người nào đồng ý tin tưởng tài nữ liên thúy ngữ mà bọn họ kính phục lại là một người như thế này, chỉ là trở ngại ở trước mặt của mọi người, cho nên không tiện nói gì. Nếu như ngày hôm đó không có hạ thương mai ngăn cản cơn sóng dữ, hậu quả sẽ là như thế nào hả, tướng ra có đoán được không đây? Hoàng hậu nói thẳng, nửa điểm thể diện cũng không cho Mai Phi và hạ thừa tướng. Trên gương mặt của hạ thừa tướng là sự phức tạp không nói rõ thành lời, đối với lời của hoàng hậu, cả nửa ngày ông ta cũng không giải thích được. Ông ta chính là biết lực ảnh hưởng của Liên thị, cho nên những năm gần đây mặc dù là thấy bà không vừa mắt, nhưng mà lại không tìm ra được lý do danh chính ngôn thuận để thôi bà, chỉ có ăn cắp là tội trạng nghiêm trọng nhất. Chỉ tiếc là kế hoạch này cũng đã thất bại rồi. Thương Mai đang trốn ở phía sau, lặng lẽ nghe động tĩnh ở bên ngoài. Sau đó lại có cung nữ bước vào dắt cô đi ra từ đằng sau tấm bình phong đến Tây phòng. Bước vào tây phòng đã nhìn thấy mộ dung khanh đang ngồi ở trên giường của tây phòng uống trà, hai chân của chàng khoanh lại, ngón tay thon dài đang lướt trên chén trà sứ thanh hoa màu trắng, nhẹ nhàng di chuyển, đầu hơi nghiêng qua một chút, đèn chiếu dọi lên trên tường, liền cảm giác được đường cong nhu hòa trên gương mặt của chàng. Chàng mang theo vài phần lười biếng mà nhìn cô, đưa tay vẫy cô, đến đây. Thương Mai kinh ngạc với sự xuất quỷ nhập thần của chàng, Mai Phi với lại hạ thừa tướng vừa mới ra ngoài không bao lâu, Vậy mà chàng đã có thể vào rồi, đây chính là tĩnh ninh cung đó, là cung điện của Hoàng hậu Nương Nương. Cô đi qua đứng ở bên cạnh của chàng, vương ra đến. Bước lên đây, mộ dung khanh chỉ vào phía đối diện, kêu cô ngồi xuống, dù sao thì liên thì cũng sẽ không vào cung nhanh như vậy, nàng cứ ngồi xuống đây uống chút trà với bản vương. Dường như là chàng ra lệnh đã thành thói quen, chỉ là một câu hờ hứng, thậm chí ngay cả giọng nói cũng rất ôn hòa, nhưng mà thương mai đã cảm nhận được một cỗ uy nghiêm cô nghe lời ngồi xuống mộ dung khanh vì cô mà từ tay rót trà sau đó lại đẩy đến trước mặt của cô lại dặn dò cung nữ làm vài món thức ăn mang đến đi phải thanh đạm một chút thương mai ngẩng đầu lên còn chưa nói cái gì chàng liền thản nhiên nói bản vương đói bụng ăn chút gì đó với bản vương chàng có đói bụng hay không thì không biết nhưng mà thương mai biết mình đang đói bụng hai ngày nay vào cung dường như là một bữa cơm no đủ cô cũng chưa từng được ăn chỉ là để đối phó Cô không phải là loại người trong lòng có chuyện thì sẽ ăn không ngon, ngược lại như vậy, càng gặp nạn thì cô càng ăn cơm no hơn. Không ăn cơm lấy đâu ra sức lực để ứng phó tất cả các hoàn cảnh khó khăn. Dung phong uyển tàn vân để hình dung dáng ăn của thương mai cũng không hề khoa trương chút nào, mộ dung khanh cũng nhịn không được mà dừng lại nhìn cô, như mày nói, nàng thật sự không có bộ dạng của những tiểu thư khuê các. Thương mai nuốt một miếng cơm cuối cùng xuống, dướn cổ lên nói, đã quen rồi, Thứ này rất là ngon. Chỉ là một vài món ăn hàng ngày mà thôi, Bản Vương không cảm thấy có mỹ vị gì cả." Mộ Dung Khanh thản nhiên nói. Thương Mai cười một tiếng, "Ta thường ăn thức ăn qua đêm, ta còn đã nếm thức ăn thừa cho chó nữa, những thứ này thật sự rất tốt rồi. Trước kia lúc còn ở trong nhóm đặc công, bận rộn đến nỗi nào có thời gian ăn cơm, đều là tùy tiện ăn mấy thứ để chống chọi. Những đồ ăn mà chuột và dán có thể ăn được thì cô cũng có thể ăn hết." sau khi ăn xong liền lập tức vùi đầu vào công việc. Trước kia những chỗ dùng cơm nhiều nhất của cô không phải là phòng ăn hoặc là trong nhà, mà là ở trên xe, bên đường, trong rừng cây, đồ ăn hơn một phân nữa đều không có cơm, không có đồ ăn, cá ở trong sông, thỏ ở trong núi, tiện tay bắt lấy có thể nhét đầy cái bao tử là tốt rồi. Mộ Dung Khanh lại cho rằng cô đang nói tới cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai ở trong phủ, ngay cả cơm cũng đều phải cướp đoạt mà ăn, vẻ mặt của chàng dần dần nghiêm túc lại, bản vương cam đoan tuyệt đối sẽ không để nàng trải qua những tháng ngày đó. Thương Mai ngơ ngác một chút, lập tức hiểu là chàng đã hiểu lầm rồi, cười khẽ một tiếng rồi nói, tao chỉ khoa trương mà thôi, thật ra cũng không có chuyện như vậy đâu, trước kia cơm nước của ta đều rất tốt, ba món ăn một món canh, cơm trắng đầy đủ. Mộ Dung khanh ừm một tiếng, không đành lòng vạch trần lớp ngụy trang của cô. Bầu không khí dần dần có chút ngưng trọng, mộ Dung khanh thấy cô đã no rồi, liền sai người mang đồ ăn đi. Thương Mai gần như là thốt ra, lãng phí quá đi hà, để tối ăn tiếp. Trong mắt của mộ dung khanh có một tia giận dữ, nếu như tối nay nàng muốn ăn khuya thì sẽ chuẩn bị cho nàng thức ăn mới. Thương Mai bình tĩnh lại nhìn chàng, trong lòng chậm rãi là có một loại yếu đuối xuất hiện, nhưng mà đừng đối xử với cô tốt như vậy, cái mà hiện tại cô không cần nhất đó chính là mềm lòng. Khốt hoảng quay đầu sang chỗ khác, cô có vẻ hơi bối rối. Kiếp trước kiếp này, ở bên cạnh của cô dường như là không có người nào quan tâm cô cho nên nhận được sự yêu thương của liên thị thì cô xem liên thị như là mẹ của mình nhận được một bát nước với hai cái bánh màn thầu của gã sai vặt gác cổng cô vẫn sẽ luôn nhớ kỹ nhưng mà chàng không phải là liên thị cũng không phải là gã sai vặt chàng chính là đương kim nhiếp chính vương chàng đối xử với mình tốt đều có tính toán cô không muốn phải bước vào thế giới của chàng để tranh đoạt cái gì bởi vì đó là một vòng xoáy sẽ hút cô vào đó chết không có chỗ chôn cho dù là đời trước hay là đời này những gì mà cô làm cô cũng đều muốn cho mình có một cuộc sống thật tốt đời trước là bởi vì mềm lòng nên đã bị thủ trưởng bán đi đời này cô không thể mềm lòng với bất kỳ người nào có tâm cơ hoặc là quyền thế thương mai ngồi xếp bằng nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi ở trong cung đã tiêu hao hết thể lực cô gần như là lao lực quá độ mộ dung khanh vẫn luôn nhìn cô đối với nữ nhân này từ đầu đến cuối chàng luôn mang theo một tia hoài nghi, kể từ ngày hối hôn ở cổng tướng phủ, cô đã tận dụng tư thế xinh đẹp nhất mà lọt vào trong mắt của chàng. Nhưng mà chàng lại nhìn không thấu cô, điểm đó để cho chàng vẫn luôn khống chế cục diện rất không vui. Ở gian ngoài lại vang lên động tĩnh, Thương Mai đột nhiên mở to mắt. Trong tai nghe thấy âm thanh của Du Mama, hoàng hậu nương nương, Liên thị, phu nhân của hạ thừa tướng đang chờ ở bên ngoài điện. Hoàng hậu ư một tiếng, trước hết cứ để cho nàng ấy chờ đi, sau khi dẫn Trần Nguyệt Nhung đến rồi thì lại kêu nàng ấy đi vào. Vâng, Du Ma Ma đáp một tiếng rồi đi ra. Thương Mai vội vàng đứng dậy đi đến đằng sau màn che sóc lên, xuyên qua rèm châu nhìn ra bên ngoài. Hạ thừa tướng dường như là có cảm ứng, nhìn lại, ánh mắt giống như rắn độc xuyên qua rèm châu nhìn thẳng vào Thương Mai, ngọn lửa giận và hận ý dâng lên trong đáy mắt gần như có thể đốt cháy Thương Mai hoàng hậu nói với mai phi và hạ thừa tướng trước tiên các ngươi cứ trốn ở đằng sau tấm bình phong đi không có ý chỉ của bổn cung thì không thể đi ra điều này tương đương với việc thay đổi một vị trí với thương mai nhưng mà thương mai lại có nhiều thêm một người tiếp khách trần nguyệt nhung bị mang đi lên quần áo ở trên người của bà ta đã có vài chỗ rách dưới lại lộ ra vết roi có thể nhìn thấy được đã bị đánh ở trong bạo thất nhưng mà một trận đánh đập này so sánh với cái ngày mà bà ta đánh nguyên chủ thương mai, nó còn quá nhẹ nhàng. Thái giám ở trong bạo thất luôn ra tay rất ngoan độc, nhưng Trần Nguyệt Nhung còn ngoan độc hơn gấp bọn họ mấy lần. Liên thị bước vào, bà mặc trên người một cái áo khoác màu xanh, mái tóc búi cao, cả người trên dưới đều không có trang sức, mặc không đánh phấn, trông vô cùng trong trẻo, quý phái, bước từng bước một đi đến, bước đi chậm rãi lại mang cho người ta một loại cảm giác nhã nhặn. Nguyệt Nhung phu nhân nhìn thấy bà liền lập tức gân cổ lên mà nói, "Phu nhân, Hoàng hậu nương nương khen không dứt miệng với bức họa đó của người, Hoàng hậu nương nương nói là muốn ban thưởng cho người." Chương 57, ôm vào lòng. Liên thị chỉ là lạnh nhạt nhìn Nguyệt Nhung phu nhân một chút, vẻ mặt không bị ảnh hưởng chút nào, giống như căn bản cũng không quen biết với bà ta. Bà bước lên, quỳ xuống hành lễ, thần thiếp Liên Thúy Ngữ tham kiếm Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc. Liên Thúy Ngữ Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào bà, lúc còn trẻ bà đã từng gặp Liên thị mấy lần rồi, cho dù thân là nữ nhân, bà cũng không thể không thừa nhận Liên thị đúng là thiên nhân chi tư, nhưng mà lại không phải là loại xinh đẹp làm cho người khác phải đố kỵ. Cách nhiều năm gặp lại nhau, Hoàng hậu vô thức sờ lên khóe mắt của mình, dường như là năm tháng bỏ qua Liên thị, bà cũng chỉ trông tang thương hơn mấy phần, nhưng lại chưa từng già đi. Có mặt, hai tay của Liên thị đặt ở trên mặt đất, đầu đang đặt ở phía dưới ngẩng lên, ánh mắt ôn hòa thở ơ. Hạ thừa tướng đứng nhìn ở đằng sau tấm bình phong, đây là lần đầu tiên mà ông ta nhìn liên thị bằng ánh mắt của người ngoài qua nhiều năm như vậy. Không thể không nói, so sánh bà với lại Trần Nguyệt Nhung đang quỳ gối ở bên ngoài, không nói đến việc bây giờ Trần Nguyệt Nhung bị đánh thành cái dạng này, cho dù mặc trên người trang phục lộng lẫy sang trọng thì dung mạo cũng không bằng một phần mười so với bà. Về phần khí chất, thái độ, nội hàm, cách xa cả một con đường. Trong lòng của ông ta có cảm giác rất phức tạp, loại cảm giác này khiến cho ông ta cảm thấy buồn nôn. Hoàng hậu xoay người mở bức tranh ra, nghiêm túc hỏi, liên thị, người có nhận ra bức họa này không? Nguyệt Nhung phu nhân bò lên phía trước nhìn bà chằm chằm, người không thể phủ nhận được, đây là do người đã vẽ, đó là sự thật. Liên thị cẩn thận nhìn bức họa này, một hồi cũng không nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, chỉ là thẻ gật đầu, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đây đúng là thần thiếp đã vẽ nguyệt nhung phu nhân lập tức mừng rỡ kêu to lên hoàng hậu nương nương bà ta đã thừa nhận rồi là do bà ta đã vẽ không có liên quan gì đến thần thiếp không hề có liên quan gì đến thần thiếp liên thị kinh ngạc nhìn bà ta mi tâm nhíu chặt lại vẻ đẹp thật sự làm người khác phải động lòng ngay cả hoàng hậu nhìn thấy bộ dạng này của bà ta cũng không khỏi xót xa thay cho an thân vương làm sao lại thua dưới tay của lão thất phu hạ hòe quân này đây chứ mai phi vô thức nhìn hạ thừa tướng ở bên cạnh một chút nhẹ nhàng thở một hơi biểu đệ à người cũng thật là gương mặt của hạ thừa tướng âm trầm không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì nguyệt nhung phu nhân nhìn hoàng hậu kích động đến nỗi giọng nói cũng run run nương nương bà ta đã thừa nhận rồi người thẩm vấn bà ta đi tất cả những chuyện này không có liên quan gì đến thần thiếp hoàng hậu cả giận nói liên thị người thật là to gan dám dùng bức họa này mà âm thầm lật đổ triều đình khuôn mặt trắng nón của liên thị chậm rãi hiện lên một tia kinh ngạc nương nương bức họa này là do thần thiếp đã tặng cho an thân vương cũng không hàm chứa ý lật đổ triều đình nguyệt nhung phu nhân quỳ trên mặt đất gân cổ lên mà nói hoa lý đang nở hoa dâm bụt lụi tàn chính là ám chỉ thiên hạ của lý gia sẽ phục hưng hoa dâm bụt chính là chữ có thái tử ngươi chính là muốn lật đổ triều đình ý của ngươi là muốn ngư phản nguyệt nhung phu nhân có chút hưng phấn thật là quá tốt rồi Ông trời đang giúp đỡ bà ta, bà ta phí hết tâm tư cũng không diệt trừ được Liên thị, lại không nghĩ rằng chính ở bên trong bức họa mà bà ta đưa tới, thật sự trời xanh có mắt. Trong lòng của Nguyệt Nhung phu nhân điên cuồng la hét, ngay cả đáy mắt cũng mang theo sự hưng phấn khát máu. Nghe thấy Nguyệt Nhung phu nhân hô to gọi nhỏ, Thương Mai chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Một chiêu này của hoàng hậu thật là độc ác mà, để Hạ Hoè quân tận mắt nhìn thấy hai người khác nhau, nhưng mà cô cũng thích loại ngoan độc này hoặc là im lặng, nếu như khẽ động một cái liền đâm thẳng vào tim. Hơn nữa cô tin tưởng là mẫu thân của mình có thể tùy tiện giải thích được ý trong bức họa, không hề có một chút quan hệ nào đối với chuyện làm phản. Quả nhiên là liên thị nói, nương nương, hoa dâm bụt nở vào buổi sáng và lặn lúc chiều, ngày mai mặt trời mọc thì sẽ nở ra, làm sao lại có thể thành bại được chứ? Về phần hoa lê nở vào tháng 3, hoa lê tháng 3 còn đẹp hơn là tuyết, mùa đông chỉ có thể có tuyết, mùa đông vào cuối năm, cho dù có ám chỉ thì cũng chỉ có nghĩa là thời đại của Lý gia đã kết thúc rồi, tuyệt đối không hề có ý mưu phản. Hoàng hậu nghe nói như vậy thì hừ một tiếng, coi như là ngươi nói qua rồi, nhưng mà lúc ngươi vẽ ra bức họa này thì đã được gả cho tướng gia làm vợ, tại sao lại còn tặng bức họa cho An Thân Vương? Liên thị im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi nói, tấm lòng của An Thân Vương đối với thần thiếp, thần thiếp đã biết từ lâu. Lúc ngài ấy lập công trở về chiều thì đã đến nhà Cầu Thân. Nhưng mà khi đó thần thiếp đã hứa gả cho Hạ Hoè Quân, đã ước hẹn đầu bạc với chàng ấy, lúc đó ngài ấy đã thề độc sẽ không lấy vợ suốt cả đời ở trước mặt của tiên đế. Thần thiếp không đành lòng, lợi dụng bức tranh này để nói cho ngài ấy biết thần thiếp đã tìm được một vị hôn phu tốt, mong là ngài ấy quên thần thiếp đi. Mặc dù là lúc nãy Hạ thừa tướng đã nghe Nguyệt Nhung phu nhân nói đến đây, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không tin, bây giờ nghe thấy chính miệng Liên thị nói ra, trái tim của ông ta giống như bị cái gì đó hung hăng va chạm mạnh. ông ta còn nhớ đến ngày mưa phùn hôm đó. ông ta với an thân vương phi ngựa từ phố đông chạy tới. bà đang đứng ở trên ban công của thi nhã hiên, nửa người dựa sát vào lan can, mái tóc bị mưa làm ẩm ướt rán ở trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. trong tay cầm theo một cuốn sách, dường như là tất cả những âm thanh ồn ào bên ngoài đều không có liên quan gì tới bà, tách biệt như thế. lúc đó an thân vương nhìn bà, mắt cũng không chuyển. Sau khi dục ngựa đi khỏi, An Thân Vương mới nói với ông ta đây chính là cô nương mà ông ta vẫn luôn ngưỡng mộ trong lòng, chờ đến khi ông ta xuất trình trở về, ông ta sẽ cưới bà làm vương phi. Ông ta vẫn luôn biết An Thân Vương thích Liên Thúy Ngữ, thích đến nỗi khắc vào xương tủy. Ông ta với An Thân Vương là bạn tốt của nhau, nhưng mà ông ta vẫn luôn rất tự ti, bởi vì gần như là ông ta không thể nào bì kịp với An Thân Vương. Xuất thân, chiến công, dung mạo, tài năng, phó công ông ta không so sánh kịp, thậm chí ông ta còn nghĩ rằng tình bạn giữa ông ta với An Thân Vương là do lợi dụng tài năng và cao quý của bản thân ông ta mà hình thành. Sau khi An Thân Vương xuất trinh, ông ta điên cuồng theo đuổi Liên Thúy Ngữ, ông ta không biết là bởi vì mình yêu Liên Thúy Ngữ hay là bởi vì muốn thắng An Thân Vương. Cuối cùng, đến khi ông ta rốt cuộc cũng đã cầu Liên Đại học sĩ gả Liên Thúy Ngữ cho ông ta, ông ta nở mày nở mặt, thậm chí không kịp chờ đợi mà muốn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và bi thương ở trên mặt của An Thân Vương. Thật ra thì cho dù có cưới Liên Thúy Ngữ thì ông ta cũng cảm thấy Liên Thúy Ngữ chưa chắc sẽ yêu ông ta, chẳng qua là mệnh lệnh của phụ mẫu mà bà không có cách nào từ chối được. Nhưng mà hiện tại lại nghe thấy chính miệng của bà nói tình cảnh lúc ấy, ông ta có một loại cảm giác như cách một thế hệ, một loại cảm xúc không nói ra thành lời đang bành trướng ở trong ngực, biến thành chua sót, chậm rãi sọc lên mũi, ông ta đã tọa nguyện nhìn thấy An Thân Vương đau đớn, ông ta vui vẻ rất lâu, An Thân Vương tuyệt giao với ông ta, ông ta rêu giao với người ngoài là An Thân Vương quá nhỏ nhen. Có một hình ảnh xuyên qua thời không hiện lên ở trước mắt của ông ta, lúc mà ông ta vén khăn trùm đầu tân nương của bà lên, trong đôi mắt của bà không phải là vẻ bình tĩnh đen nhánh, mà là mang theo tình ý giạt rào, dùng ánh mắt như vậy mà nhìn ông ta. Trong lòng của ông ta bỗng nhiên đau xót. Mộ Dung Khanh đứng ở sau lưng của Thương Mai, tiếng hít thở của chàng vang lên ở bên tai của thương mai, lúc liên thị vẽ ra bức họa này, chắc là ở trong lòng rất yêu phụ thân của nàng, chỉ là bà ấy không ngờ đến khoảng thời gian không lâu trong tương lai bà ấy đã bị cô phụ thê thảm như thế này. Trong lòng của thương mai giàu dĩ, nói khẽ chúng ta tưởng yêu một người là chuyện cả một đời, nhưng mà thật ra có lẽ đó chỉ là trong một cái nháy mắt mà thôi. Trong lòng của mộ dung khanh có chút xúc động nhìn đường cong gương mặt của cô, Hai tay vòng ra từ đằng sau của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Thương Mai chấn động, dường như trong lòng có nhiều thứ đang từ từ tan ra. Cô ngẩng đầu lên, lỗ tai chạm vào cằm của chàng, hô hấp của chàng phả ở bên tai của cô có chút vội vàng. Thương Mai thả lỏng, thôi cứ một lần đi, cứ phóng túng mình một lần đi, để cô lừa gạt mình còn có một vòng tay để có thể trốn tránh. Chương 58: Nàng lừa gạt ngươi. Thời gian dường như ngừng trôi. Thương Mai lặng yên thở dài trong lòng, e rằng mộ dung khanh sẽ là vị hôn phu tương lai của cô, hai người không có tình yêu, chỉ lợi dụng lẫn nhau. Sau đó nghe thấy hoàng hậu hỏi liên thị sau một hồi lâu im lặng, bức tranh này không rơi vào tay an thân vương, thị nữ của ngươi ngày đó đã bán nó cho Trần Nguyệt Nhung, Trần Nguyệt Nhung tặng lại nó cho phu quân ngươi. Liên thị gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, thần phụ biết, ngày đó hạ hòe quân mang theo bức họa này về cho thần phụ xem, ông ta nói ông ta yêu một người, muốn đưa nàng ấy về phủ. Liên thị nói nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, thậm chí giọng nói không có một chút cảm xúc lên xuống nào, như thể đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Hoàng hậu a một tiếng, hắn từng cho ngươi xem, vì sao ngươi không nói cho hắn biết bức họa này là ngươi vẽ. Liên thị cười khẽ, hàm răng hơi lộ ra nhưng lại vô cùng mỉa mai, ông ta ngưỡng mộ danh tiếng của ta nên theo đuổi ta, ta gả cho ông ta làm vợ, nhưng ông ta lại không biết phong cách vẽ tranh của ta bắt đầu từ giờ khác đó ta đã biết ông ta chưa từng yêu ta, ta cũng hết hy vọng. Người hối hận không? Hoàng hậu tò mò hỏi. Liên thị lại cười một tiếng, nụ cười này thê lương không thôi, nhưng lại không trả lời. Hoàng hậu nhìn nụ cười của bà ta, không biết vì sao lại đọc được sự tuyệt vọng, cùng là nữ nhân, nàng ta biết chắc chắn liên thị đã từng rất yêu hạ hòe quân. Nữ tử kiêu ngạo như vậy sao có thể thừa nhận rằng bà đã chọn sai người? chỉ tự mình âm thầm chấp nhận tất cả hậu quả. Hạ thừa tướng ở phía sau tấm bình phong, nhìn nụ cười gần như tuyệt vọng trên khuôn mặt bà, chỉ cảm thấy không khí bốn phía một ngạt đến mức không thở nổi. Ông ta vươn cổ lên hít một hơi thật sâu, nhưng lại không thể bỏ qua cơn đau bút bỗng nhiên dâng lên. Nguyệt Nhung phu nhân dần dần nhìn ra cửa, bà ta kinh ngạc nhìn liên thị, bà ta thật không dám tin ngày đó liên thị đã từng thấy bức họa này, càng không tin bà ta đã nhìn thấy nó mà nhẫn nhịn không nói gì bà ta đang đùa cái quái gì vậy vì sao hoàng hậu không truy cứu chuyện mưu phản nữa bầu không khí trong điện như ngưng kết lại sau một hồi lâu hoàng hậu mới chậm rãi nói mai phi tướng ra ra đi nguyệt nhung phu nhân đột nhiên ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía hoàng hậu chỉ thấy sau tấm bình phong bên trái có hai người đi ra bà ta sụi lơ trên mặt đất vẻ mặt cầu xin nhìn hạ thừa tướng trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng liên thị phúc thân với Mai Phi, tham kiến Mai Phi nương nương. Mai Phi ngước mắt nhìn nữ tử mặt mũi thanh nhã này, khẽ thở dài ưm. Hoàng hậu hỏi hạ thừa tướng, người còn có gì muốn nói không? Hạ thừa tướng quỳ xuống, cô quạnh nói, thần không có gì muốn nói. Hoàng hậu nói, người có bằng lòng ký thư phóng thê hay không? Hạ thừa tướng đột nhiên chấn động, vô thức lắc đầu, không? Thư phóng thê, chính là hòa ly, ông ta không thể hòa ly với bà bây giờ đủ loại thị phi, đủ loại vây khốn, một khi hòa ly với bà thì sẽ có vô số thị phi không đếm hết quấn lên người ông ta, lập tức sẽ có quan viên khảo hạch. Nhiếp chính vương đã từng nói ông ta tầm thường mấy lần khi tảo chiều, nếu lại hòa ly thì người ngoài sẽ càng nói ông ta như vậy. Ông ta chỉ có thể hưu thê, chỉ có nói liên thị sai thì mới có thể bảo toàn thân mình. Nguyệt Nhung phu nhân nghe được lời ấy thì che miệng khóc sống lên. Cho tới nay bà ta đều ngóng trông liên thị có thể đi ra khỏi nhà, chỉ như vậy bà ta mới có thể phủ chính làm phu nhân con cái của bà ta mới không phải con thứ nhưng ông ta thế mà không đồng ý không phải ông ta vẫn luôn muốn bỏ liên thị sao vì sao lại không đồng ý mộ dung khanh hỏi thương mai ông ta không bằng lòng ký thư phóng thê nàng cảm thấy là do cái gì thương mai u ám nghiêm mặt ông ta chỉ có thể hưu thê không thể ký thư phóng thê nhất là sau sự việc hưu thư ở cửa tướng phủ mộ dung khanh ừ một tiếng buông nàng ra lạnh lùng nói chuyện năm đó còn phải nghiên cứu tìm hiểu thêm bức tranh này là giao cho hoàng huynh bản vương muốn vật quy nguyên chủ an thân vương thương mai do dự một chút nhưng vẫn không nói gì hoàng huynh vì mẫu thân nàng mà thề cả đời không cưới đến nay vẫn một thân một mình nàng không thể tưởng tượng nổi tình cảm của huynh ấy đối với mẫu thân nàng sâu bao nhiêu đâu mộ dung khanh nói ôi lại là một câu chuyện xưa về người yêu nàng nhưng nàng lại yêu hắn giọng nói của hoàng hậu lại vang lên lần nữa, mang theo vẻ lạnh lùng trống giống, chuyện nhà của ngươi, bản cung không nên hỏi đến, ngươi đã không bằng lòng ký thư phóng thê vậy thì quay về sống thật tốt đi. Nguyệt Nhung phu nhân không thể tin hỏi, nương nương, chuyện bức họa này không truy cứu sao? Hoàng hậu hơi kinh ngạc, trên đời này tại sao có thể có một nữ tử ngu xuẩn như vậy? Đến bây giờ bà ta vẫn chưa hiểu được sao, căn bản là không có chuyện mưu phản. Hạ thừa tướng nổi giận nói, câm miệng, nguyệt nhung phu nhân bị ông ta giống lên một tiếng trong lòng uất ức nhưng cũng không dám nói nữa chỉ đỏ mắt quỳ trên mặt đất đều trở về đi hoàng hậu lạnh lùng nói mai phi dẫn họ cáo lui liên thị dẫn đầu đi ra khỏi điện nguyệt nhung phu nhân lại cần phải hạ thừa tướng đỡ lấy mới có thể đi ra ngoài hạ thừa tướng đứng ở ngoài điện nhìn bóng lưng liên thị trong ánh hoàng hôn ánh chiều tà bao phủ bà một thân áo xanh lưng thẳng tắp đi lại thong dong bà đi từng bước từng bước ra khỏi tầm mắt ông ta ông ta nhớ tới hoàng hậu nương nương hỏi bà người hối hận không bà không trả lời bà hối hận không mộ dung khanh và thương mai ở hành lang nhìn bóng lưng của họ ở đằng trước mộ dung khanh nói có lẽ ông ta hối hận vì đã đối xử có lỗi với mẫu thân nàng nhưng sẽ không quá lâu trong lòng ông ta công danh lợi lộc nặng hơn tất cả mọi thứ thương mai không lên tiếng nhưng lại biết những gì mộ dung khanh nói là sự thật một chiếc xe ngựa chạy qua phiến đá xanh, tấm màn thật dày che khuất người trên xe ngựa. Hạ thừa tướng nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng hiển nhiên Nguyệt Nhung phu nhân không có ý định để ông ta yên tĩnh, bà ta líu lo nói không ngừng, vì sao không đồng ý đề nghị của hoàng hậu nương nương. Nếu ông ký thư phóng thê thì sau này có thể không nhìn thấy khuôn mặt như người chết của Liên thị, có lẽ nào ông vẫn còn có tình cảm với bà ta? Bà ta lạnh nhạt với ông nhiều năm như vậy, ông vẫn chưa nhìn thấu người này sao bà ta ỉ vào mình có mấy phần tài tình khinh thường mọi thứ ngay cả ông bà ta cũng không để vào mắt nam tử trên đời này đều là tam thê tứ thiếp bà ta dựa vào cái gì yêu cầu ông giữ vững một lòng vì bà ta bà ta cho rằng mình là ai hạ thừa tướng đột nhiên mở to mắt lửa giận trong mắt khiến nguyệt nhung phu nhân bị dọa không tự chủ được chuyển về sau bà ta nuốt nước miếng vẫn mạnh miệng nói ta nói không đúng sao hạ thừa tướng hung hăng nhìn chằm chằm bà ta, vì sao? Vì sao bà trộm tranh của bà ấy rồi đưa cho ta? Sự ái náy đối với liên thị vừa rồi đã biến thành phẫn nộ, lúc ông cầm bức tranh đến cho bà xem, bà biết không phải là Nguyệt Nhung vẽ, nhưng lại không nói gì, nhất định là trong lòng bà đã lén cười nhạo ông ta, từ đầu tới cuối bà đều coi thường ông ta. Nguyệt Nhung phu nhân thấy ông ta hung ác như thế thì hòa khóc, chuyện này đã qua nhiều năm như vậy, ông còn muốn truy cứu sao? Nhìn vào anh Nhiễm và Lâm Nhi ông cũng không nên truy cứu nữa. Giọng nói hạ thừa tướng như băng, Trần Nguyệt Nhung, sao bà có thể ngu xuẩn như vậy? Bà lấy tranh bà ấy vẽ đưa cho ta, không sợ bà ấy vạch trần bà sao? Nguyệt Nhung phu nhân khóc nói, bà ta dám? Bức tranh này là bà ta đưa cho An Thân Vương, bà ta sao dám thừa nhận? Tuy bà ta nói đưa bức tranh này cho An Thân Vương là muốn để An Thân Vương hết hy vọng, nhưng ai biết có phải giấu giếm tình ý hay không? nếu thật sự không có chút suy nghĩ vụng trộm nào thì sao bà ta không vạch trần ta. chương 59, tìm an thân vương. Hạ thừa tướng nghe thấy câu nói này, lập tức giống như là bị xối một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, toàn thân lạnh băng. Ông ta cắn răng, sự hận ý trong đôi con người lập tức nảy sinh, nghĩ đến liên thị len lén yêu an thân vương sau lưng ông ta, sự nộ khí của ông ta có làm thế nào cũng không thể dập tắt được. Ông ta đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, Dặn dò người lái xe, người đưa nàng ấy về trước đi, bổn tướng còn có chuyện. Nguyệt Nhung phu nhân vén khăn ra, gọi ông ta, người đi đâu vậy? Hạ thừa tướng ngay sau đó liền biến mất trong đám người. Nguyệt Nhung phu nhân thả khăn xuống, xoa xoa bờ má đau rát của mình, gần giọng nói, người cứ ngốc như vậy đi, hạng nữ nhân như bà ta làm sao có thể yêu người chứ? Hạ thừa tướng đi thẳng đến An Thân Vương phủ, đoạn giao với An Thân Vương nhiều năm Hai người gần như là không có qua lại gì, nhưng lúc hạ thương mai xuất giá, ông ta vẫn gửi thiệp mời cho An Thân Vương. Ông ta muốn yên ổn mọi chuyện, cho dù hai người đã không còn thân thiết như ngày xưa thì tốt nhất cũng đừng trở thành kẻ thù. Nhiều năm qua đi như vậy rồi, ông ta và Liên thị cũng rơi vào kết cục như vậy, sau sự vui sướng lúc ban đầu, trái tim ông ta cũng từng có qua một tia ái náy với An Thân Vương. Nhưng, hóa ra nhiều năm như vậy người mà liên thị yêu từ đầu đến cuối là an thân vương buồn cười biết bao ông ta mới là kẻ đáng buồn cười đó cục tức này ông ta làm thế nào cũng không nuốt xuống được hạ thừa tướng mấy năm nay đã trở nên lão luyện xảo quyệt nếu như là bình thường ông ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đến tận cửa tìm an thân vương nhưng hôm nay ông ta đã chịu đủ đả kích hoặc là nói khoảng thời gian này ông ta đã chịu đựng sự kích thích bắt đầu từ khi đồng ý hôn sự của lương vương ông ta đã chìm vào trong một vòng xoáy hạ thương mai từ hôn khiến danh dự của ông ta bị hủy hoàn toàn kế hoạch hiện tại của mộ dung khanh càng là khiến ông ta mất hết mặt mũi ông ta rõ ràng nhìn thấy hoàng thái hậu và hoàng hậu đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn ông ta bởi vì ông ta đã chọn nguyệt nhung đã chuyên sủng nguyệt nhung nhưng mà điều khiến ông ta không thể nào chấp nhận được đó là bức tranh đó tín vật định tình mà trần nguyệt nhung tặng cho ông ta hóa ra là thuộc về an thân vương là thê tử của ông ta tặng cho An Thân Vương. Chuyện xảy ra hôm nay đã đảo lộn cuộc đời của ông ta. Vào giây phút ra khỏi cung, ông ta cảm thấy mình đã không còn là thừa tướng đương triều mang trong mình hàng vạn vinh quang nữa. Ông ta không chịu nổi cuộc tức kiếp nhược này, đặc biệt, điều khiến ông ta không thể chấp nhận chính là, nhiều năm như vậy, vẫn luôn tưởng là ông ta đã đoạt đi tình yêu của An Thân Vương, ông ta là kẻ thắng lợi. Nhưng, cuối cùng phát hiện Ông ta chính là kẻ ngu ngốc nhất. Ông ta không có đoán sai, Liên Thúy ngữ gả cho ông ta là vì lệnh của cha. Người bà ta thật sự muốn gả là An Thân Vương. Ông ta sao lại ngốc như vậy chứ? Năm đó thật sự có một giây phút nào đó đã tin rằng Liên thị từng yêu ông ta, bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy bất kỳ ai cũng đều chọn An Thân Vương, chứ không chọn ông ta. An Thân Vương xuất sắc thế nào, xuất thân lại tôn quý thế nào, từng lập chiến công hiển hách, đối với bà ta lại càng là thâm tình ai mà không chọn người xuất sắc như vậy chứ? Đến cửa an thân vương phủ, người gác cổng nhìn thấy ông ta khí thế hừng hực, vội vàng đi ra tướng ra đến rồi. Vương ra có nhà không? Hạ thừa tướng siết chặt hai tay mà hỏi. Người gác cổng nói có, xin tướng ra đợi một chút, để nô tài đi vào thông báo một tiếng. Không cần thông báo, hạ thừa tướng đưa tay đẩy cửa, đi vào bên trong. Người gác cổng kinh hãi, vội vàng đuổi theo đúng lúc an thân vương đang ở trong sân luyện kiếm nhìn thấy hạ thừa tướng đến ông ta thu thanh kiếm giải lại khuôn mặt tuấn mỹ trầm ổn lộ ra một tia không vui người đến làm gì người gác cổng đuổi tới vội vàng nói vương ra tướng ra an thân vương nhàn nhạt nói người lui xuống trước đi vâng người gác cổng nhìn hạ thừa tướng một cái quay người lui xuống sau khi người gác cổng đi hạ thừa tướng tiến gần đến một bước sự cuồng nộ dưới đáy mắt như bùng ra lửa khuôn mặt sói đời nhăn nhó, thấm đẫm thù hận và chán ghét mộ dung tử, người không phải quân tử. An thân vương cười lạnh, có gì thì nói, bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi. Hạ thừa tướng từng bước tiến gần, an thân vương chậm rãi giơ kiếm lên, hướng về ngực của ông ta, đáy mắt lóe qua một tia âm trầm, đứng lại. Hạ thừa tướng siết lấy thân kiếm, sự nộ khí trong mắt không hề thuyên giảm, 17 năm rồi, người tư thông với nàng ta sau lưng ta, người coi ta là tên ngốc sao đường đường là thân vương, vậy mà lại làm ra chuyện hạ tiện như vậy, người không biết xấu hổ sao. An thân vương đột nhiên thu kiếm, ném xuống đất, cơ thể nhanh chóng lóe một cái, một cái tát rơi trên mặt của hạ thừa tướng, khẩu khí lạnh lùng mà nói, hỗn sược, ai cho người dám sỉ nhục nàng ấy. Hạ thừa tướng sông lên như điên, dơ nấm đấm thẳng về phía đầu của an thân vương. Nhưng nhiều năm sống trong nhung lụa, võ công của ông ta đã hoang phế từ lâu rồi, làm gì còn là đối thủ của an thân vương nữa chẳng qua chỉ hai chiêu ông ta liền bị an thân vương kìm lại đẩy về phía trước một cái ngã trên mặt đất an thân vương liếc nhìn ông ta từ trên cao làn gió thổi tung tấm áo bảo đại bàng màu đen khuôn mặt lãnh khốc càng lúc càng âm u hạ hòe quân ngươi làm loạn đủ chưa làm loạn đủ rồi thì cút đi cho bổn vương hạ thừa tướng đứng dậy đột nhiên ha hả cười to trong lòng ngươi chưa hề buông bỏ được liên thúy ngữ cho dù nàng ta đã gả cho ta, ngươi cũng vẫn tưởng nhớ đến nàng ta, mộ dung tử ơi mộ dung tử, cả đời này của ngươi sẽ không còn hy vọng nữa, nàng ta dù có chết cũng sẽ là ma của tướng phủ của ta. Tiếng cười của ông ta nghe mà thê lương, mang theo sự ủy khuất nói không thành lời, nếu như không biết, còn tưởng người đã chịu dày vò trong những năm này là ông ta nữa. An thân vương nhìn ông ta, chỉ cảm thấy trong trái tim mình dâng lên sự bực bội và lửa giận nồng đậm, trên thiên hạ này sao lại có kẻ mặt dày vô sỉ như vậy chứ a à ngữ nàng rốt cuộc đã chọn loại người như thế nào vậy cút an thân vương cầm lấy kiếm đầu cũng không quay lại mà rời đi ông ta vừa giơ tay thân sắc lười biếng quen thuộc liền có thêm vài phần sát ý vài tên thị vệ xông lên bắt hạ thừa tướng khiêng đi vứt ra ngoài một tên thị vệ trong số đó lạnh lùng mà nói hạ thừa tướng muốn ngang ngược cũng phải xem thử đang ở chỗ nào đã vương gia của bọn ta tuy không hỏi han nhiều về triều chính nhưng cũng không phải là con chó con mèo gì cũng có thể đến khởi binh vấn tội đâu nói xong quay người đi vào đóng cửa lớn lại hạ thừa tướng chịu nhục đến cuối cùng ngược lại lại bình tĩnh lại đáy lòng chỉ có một suy nghĩ đó là tất cả những sự sỉ nhục mà hôm nay ông ta nhận phải trả lại từng cái một trước tiên ông ta không thể bỏ qua cho liên thị và hạ thương mai được nhưng trước khi xử lý liên thị và hạ thương mai, có một người, cần phải cho ông ta một lời giải thích. Tướng Phủ Hạ thừa tướng ngồi ở trước mặt Nguyệt Nhung Phu Nhân với sắc mặt âm u, Nguyệt Nhung Phu Nhân vừa thoa xong thuốc, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Nàng còn chuyện gì giấu ta nữa? Hạ thừa tướng hung dữ mà nhìn chăm chăm vào Nguyệt Nhung Phu Nhân, giữ dần hỏi. Nguyệt Nhung Phu Nhân sợ bộ dạng này của ông ta cực kỳ, gả vào tướng phủ nhiều năm, ông ta luôn sủng bà ta, chỉ thiếu mỗi nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng ái bà ta thôi, bà ta bất luận thế nào cũng không ngờ được, chỉ trong một ngày, ông ta lại như biến thành một kẻ khác như vậy. Không còn, thật sự không còn nữa. Nguyệt Nhung phu nhân khóc lóc giải thích, "Thiếp tại sao phải làm như vậy, người có từng nghĩ qua không? Nếu như không phải thật sự ái mộ người, thì sao ta phải làm như vậy?" Ngày đó trong số những kẻ theo đuổi ta vốn không thiếu hoàng cung quý tộc, nhưng ta đều đã từ chối toàn bộ, chỉ qua lại với người ngày đó người thậm chí vẫn chưa phải là thừa tướng, nhưng ta vẫn thành tâm đối đãi sự thật tâm này, người đến bây giờ vẫn chưa nhìn rõ sao. Phải, không sai, ta quả thực không có tài tình gì, nhưng ta có trái tim yêu người A. chương 60, gạo nấu thành cơm. Hạ thừa tướng không có nói chuyện, vẫn chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào bà ta. Nguyệt Nhung phu nhân thấy ông ta không nói chuyện, biết ông ta không tin, liền lau nước mắt đứng dậy, cất giọng thương tâm mà nói, ta biết bây giờ ta có nói gì thì người cũng sẽ không tin ta nữa, nếu đã như vậy, thì ta rời khỏi tướng phủ là được rồi. Đi được hai bước, liền thấy Hạ Oanh nhiễm xông vào, nàng ta chưa nhìn thấy Hạ Thừa Tướng đang ngồi ở góc Tây Bắc, chỉ kéo lấy tay áo của Nguyệt Nhung phu nhân, vẻ mặt e thẹn vui mừng mà nói, mẫu thân, con và thái tử, thành rồi. Nguyệt Nhung phu nhân túm lấy tay nàng ta cái gì? Thành rồi. Trái tim đột nhiên dâng lên sự hoan hỉ, thật là quá tốt rồi, chỉ cần oanh nhiễm và thái tử gạo nấu thành cơm, thì bà ta có thể trở thành nhạc mẫu của thái tử rồi. Như vậy, bà ta không cần rời khỏi tướng phủ nữa. Phải, hạ oanh nhiễm e thẹn mà gật đầu, lúc này mới phát hiện vết thương trên mặt Nguyệt Nhung phu nhân, bất giác tức giận, mẫu thân, người sao vậy? Ai đánh người? Bên cạnh truyền đến tiếng của hạ thừa tướng, oanh nhiễm, con và thái tử thật sự thành rồi sao? Hạ oanh nhiễm giật bắn mình, mượn ánh đèn nhìn qua, mới nhìn thấy phụ thân ngồi ở bên đó, không khỏi đưa tay xoa ngực, phụ thân dọa chết con gái rồi. Nàng ta đi tới, nũng nịu mà nói, phụ thân, thật sự đã thành rồi, Điện Hạ cũng nói, sẽ nói chuyện hôn sự của bọn con với Hoàng hậu Nương Nương, đến lúc đó lại kêu Mai Phi Nương Nương nói tốt cho con vài câu trước mặt Hoàng hậu Nương Nương nữa, thì con sẽ là Thái tử Phi rồi. Khuôn mặt ửng đỏ của Hạ Oanh Nhiễm vẫn chưa giảm, sự nũng nịu trong đáy mắt cũng vẫn còn, khóe môi cong lên, mỉm cười đắc ý rất nhanh cô ta sẽ trở thành thái tử phi hưởng chọn vinh hoa vậy thì tốt hai ngày nay nếu thái tử đến còn bầu bạn nhiều chút trên mặt hạ thừa tướng lộ ra một nụ cười quái dị rất tốt mộ dung khanh bổn tướng cũng có thứ để đối đầu với người rồi hạ oanh nhiễm nói đó là đương nhiên chàng ấy sáng sớm ngày mai sẽ đến đây nàng ta quay đầu lại nhìn nguyệt nhung phu nhân thắc mắc hỏi mẫu thân mặt của người sao vậy Nguyệt Nhung phu nhân nhìn hạ thừa tướng một cái, hạ thừa tướng đi tới, ôm lấy vai của Nguyệt Nhung phu nhân, khuôn mặt nở nụ cười nhưng trong lòng thì không, nói hôm nay ra ngoài gặp phải phường trộm cướp, không sao, người đã bị bắt rồi. Vậy mà còn có người dám đánh cướp mẫu thân, hắn không thiết sống nữa sao? Hạ oanh nhiễm tức giận. Phường trộm cướp từ nơi khác đến, bắt lên quan trừng trị rồi. Nguyệt Nhung phu nhân nép đầu lên vai hạ thừa tướng, như vẫn ân ái như xưa. Hạ Oanh Nhiễm hừ một tiếng, nếu như rơi vào tay con, nhất định phải đánh một trận rồi mới đưa lên quan. Hạ thừa tướng nhìn nàng ta nói, con ra ngoài trước đi, ta và mẫu thân con còn có chút chuyện cần nói. Hạ Oanh Nhiễm không người nói, "Vâng, vậy con gái cáo lui." Sau khi Hạ Oanh Nhiễm ra ngoài, Hạ thừa tướng liền đẩy Nguyệt Nhung phu nhân ra, thần sắc có vài phần chán ghét. Nguyệt Nhung phu nhân tổn thương mà nhìn ông ta, người ghét ta như vậy sao? Hạ thừa tướng lạnh lùng nói, nể mặt con trai con gái, bổn tướng tạm thời không so đo với nàng, nhưng thời gian này nàng tốt nhất là nên an phận chút, đừng có gây loạn gì cho ta. Khóe mắt Nguyệt Nhung phu nhân đỏ bừng, ta gây loạn cho người khi nào. Người đừng có mà đem sự sỉ nhục mà liên thị cho người đổ lên đầu ta. Thần sắc hạ thừa tướng băng lãnh, đi thẳng ra ngoài. An thân vương phủ, nghe ngóng rõ ràng chưa, hạ hòe quân sao lại đến tìm bổn vương phát điên vậy. An thân vương ngồi trên ghế, tay lau con dao găm, thần sắc lãnh đạm mà hỏi. Thị vệ quỳ một chân đáp, hồi vương ra, đã điều tra rõ ràng rồi, hóa ra ngày đó Trần Nguyệt Nhung đã mua bức tranh mà liên đại tiểu thư cho người, tặng lại cho hạ hòe quân làm tín vật định tình, chết ở chỗ. Con gái của Trần Nguyệt Nhung là Hạ Oanh nhiễm lại lén trộm bức tranh này đem ra ngoài tặng cho Thái tử Điện Hạ. Thái tử biết Hoàng hậu thích tranh của danh họa, nên đã mượn hoa kính Phật tặng cho Hoàng hậu. Hôm nay hoàng hậu cho truyền liên đại tiểu thư nhập cung hỏi lai lịch của bức tranh này, mới biết hóa ra bức tranh này vốn dĩ là ngày đó liên đại tiểu thư tặng cho vương gia. Cái gì? Thần Sắc An thân vương khẽ thay đổi, a à, ngữ muốn tặng bức tranh đó cho bổn vương, nhưng lại bị Trần Nguyệt Nhung mua đi. Vâng, Hạ hòe quân tưởng bức tranh đó là lời tỏ tình của liên đại tiểu thư với vương gia, cho nên đã nổi trận lôi đình. Thần Sắc An thân vương sững sờ, bà ta có tặng tranh cho ông ta qua sao? Bức tranh đó, a ngữ nói thế nào? An Thân Vương im lặng rất lâu mới hỏi. Thị vệ do dự một hồi, liền đại tiểu thư nói, bức tranh đó là tặng cho vương gia, nói với vương gia là bà đã tìm được người tốt, xin vương gia hãy quên bà ấy đi. An Thân Vương nhìn thẳng vào hắn, như không nghe thấy câu trả lời của hắn, lại hỏi lại a ngữ nói thế nào? Thị vệ gần như là lập tức trả lời, liền đại tiểu thư không hề có bất kỳ giải thích gì cho chuyện này. An Thân Vương ừm một tiếng, thần sắc lãnh khốc, vậy thì được, thay áo, bổn vương muốn vào cung. Nếu A Ngữ đã không có bất kỳ giải thích gì cho chuyện này, thì ông ta phải về lấy bức tranh đó lại. Thay bộ chiều phục thân vương màu vàng, rồng vàng bốn móng được thêu trên gấm hảo hạc, ông ta vẫn giữ được dáng người cân đối và mạnh mẽ trong những năm chinh chiến của mình. Gương mặt màu đồng của ông ta nhuốm đầy nắng gió và cắt biên giới, khuôn mặt tuấn tú, cương nghị có hơi giống với mộ dung khanh, nhưng so với mộ dung khanh thì có thêm vài phần phong xương và trưởng thành. Nghi tâm ông ta vì nhíu mày lâu mà tạo thành một chữ xuyên, không cảm thấy già, nhưng ngược lại có thêm vài phần ý vị của nam nhân. 38 tuổi, chính là lúc đắc ý nhất trong cuộc đời, nhưng ông ta đã rút ra khỏi triều đình và dân gian, không còn hỏi chuyện chính sự nữa. Đúng rồi, vương gia, nghe nói lương vương bệnh rồi, còn là do con gái của liên đại tiểu thư là hạ thương mai chữa trị cho lương vương nữa lúc thay áo cho ông ta, thị vệ đã nói: A toàn, an thân vương lại nhíu mày theo thói quen, chuyện là sao? A toàn bệnh nặng, sao không đến báo? Thị vệ nói, trong cung phong tỏa tin tức, thuộc hạ cũng chỉ nghe từ nghiêm vinh, thị vệ của nhiếp chính vương thôi. Hạ thương mai, chính là cô nương đã từ hôn kia đúng không? An thân vương nhớ lại bộ dạng của hạ thương mai, nàng ta biết y thuật sao? Thuộc hạ không biết nhưng nghe nói bệnh của Lương Vương ngay cả ngự y cũng bó tay, là sau khi hạ thương mai vào cung mới cứu Lương Vương tỉnh lại được. An thân vương khẽ cười một cái, sự lạnh lẽo trong đôi con người rút đi, dần dần hiện lên một tia ôn nhu, con gái của A ngữ đương nhiên là xuất sắc. Thị vệ cười phụt một tiếng, liên đại tiểu thư ở trong lòng của vương gia, cái gì cũng tốt hết. Không hẳn, mắt nhìn người của A ngữ không tốt, bổn vương không công nhận. An thân vương hừ một tiếng, mang kiếm đi ra ngoài bệnh tình của lương vương tiến triển tốt hơn cả dự kiến của thương mai sau khi hạ thừa tướng xuất cung hoàng hậu giữ lại một mình thương mai hỏi thăm bệnh tình của lương vương thương mai thẳng thừng nói ra nói cô có thể thử chỉ cần hoàng hậu đồng ý hoàng hậu nhìn cô lương vương bây giờ còn nguy hiểm không trước mắt thì tình hình đang ổn định vậy ngày mai bổn cung sẽ đưa lương vương về phủ mỗi ngày sẽ có người đến đón ngươi đến lương vương phủ chữa bệnh cho lương vương nhớ Ngươi chỉ là chữa bệnh động kinh cho Lương Vương thôi." Hoàng hậu nghiêm túc mà nói. Thương Mai cúi người, "Vâng, thần nữ hiểu." "Khoảng bao lâu?" Hoàng hậu hỏi. Thương Mai tính toán trong lòng một hồi, thời gian này không thể quá ngắn, nếu không mất đi sự bảo vệ của hoàng hậu, cô chưa chắc có thể lật đổ được hạ thừa tướng. Đương nhiên cũng không thể quá dài, nếu không thì với sự thông minh của hoàng hậu, chắc chắn có thể nhìn ra kế sách dây dưa của cô. Cho nên Cô ngẫm nghĩ mà nói, thần nữ ước tính, khoảng 3 tháng đến nửa năm. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 4.